Rất vui được gặp lại các em trong tiết học trên trường hình hôm nay. Cô là Phương Hồng đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Huế. Để tạo không khí cho buổi học, mời các em cùng xem một tiểu phẩm vui do các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm thực hiện. Ngày xưa có anh chàng mượn của người hàng xóm một cái vạc đồng. Ít lâu sau, anh ta trả cho người hàng xóm hai con cò, nói là vạc đã bị mất nên đền hai con cò này. Người hàng xóm đi kiện, quan gọi hai người đến xử. Tầm quan, con có việc ngủ thưa. Việc gì? Tầm quan, con cho hắn mua vạc mà hắn không trả. Tầm quan, con đã trả con rồi. Vạc của ta là vật thật, con của ta cũng là con thật. Này này, vạc của ta là vật đồng nhá. Này này, con của ta cũng không có đồng, chỉ nhận nó trong nhà. Đây là ông mà ông đánh chết. Đánh đi. Này, thôi, thôi. Để ta. Ta thì khó quá. Tấm vào có thể xử lý nhanh hơn chứ. Cái này quả thật là khó phải không nào? Anh A mượn anh B cậy vạc, sau đó đem trả con cò. Ừ, thì cò, vạc, nông cũng hò hàng với nhau. À, thậm chí con cò nhìn còn đẹp hơn cả con vạc nữa chứ. Vậy tại sao anh B nhất định lại không chịu, bảo là vạc cho mượn là vạc đông? Anh A cũng cứ khăng khăng. Thì cò anh ta cho mượn cũng là cò đông đấy thôi. Thậm chí mượn một cái vạc mà trả đến hai con cò. Vậy tại sao anh B vẫn nhất quyết không chịu và hai người kéo nhau lên kiện Quang, thậm chí là suýt xảy ra ẩu đả? Viên Quang cũng bỏ tay rồi, các em hãy giúp ngài ấy giải quyết mâu thuẫn này nhé. Và cô bật mí là bài học hôm nay sẽ có chìa khóa giúp các em giải mã bí ẩn này. Như các em đã biết, tiếng Việt của chúng ta vô cùng phong phú và đa dạng. Người Việt có thể sử dụng cách nói đa nghĩa để biểu thị suy nghĩ, tình cảm của mình, hoặc dùng cách chơi chữ, đồng âm để cho cuộc sống thêm hài hước thú vị. Và bên cạnh ngôn ngữ vốn có của dân tộc, ông cha ta xưa còn mượn ngôn ngữ của nước ngoài. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các hiện tượng đó. Chúng ta cùng đi vào thực hành tiếng Việt từ đa nghĩa và từ đồng âm, từ mượn. Để cho tiện theo dõi và ghi chép, cô lưu ý các em một số vấn đề sau. Chúng ta chỉ ghi ở những slide có hiện lên hình bàn tay cầm viết như thế này. Và những khái niệm đã có trong sách giáo khoa thì các em không cần ghi, hoặc chỉ cần đóng mở ngoặc đơn ghi sách giáo khoa trang bao nhiêu là được. Và cô muốn các em tập trung ghi chép ở phần giải quyết các bài tập, vì phần này sẽ giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện được rất nhiều kỹ năng. Các em lưu ý nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mục tiêu bài học. Thông qua hệ thống bài tập thực hành về từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn, bài học hôm nay hướng đến các mục tiêu sau. Về kiến thức, giúp các em nắm được khái niệm từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn, nắm được tính phổ biến của hiện tượng đa nghĩa, đồng âm và vái mượn từ trong từ vựng và trong văn chương. Về kỹ năng, thông qua hệ thống bài tập, các em sẽ được rèn luyện các kỹ năng sau. Thứ nhất, xác định các nghĩa khác nhau của từ đa nghĩa trong mỗi cách dùng cụ thể. Thứ hai, tìm từ đa nghĩa và nêu các ví dụ về sự chuyển nghĩa của chúng. Thứ ba là xác định phân biệt từ đa nghĩa với từ đồng âm trong những cách dùng cụ thể. Thứ tư là phân tích hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Và thứ năm là xác định từ mượn có các nguồn gốc khác nhau, nêu tác dụng và giải thích. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nhanh những khái niệm liên quan đến phần bài tập thực hành. Trước hết là từ đa nghĩa. Cô có một ví dụ sau. Từ ăn là một từ rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và trong tiếng Việt người ta thống kê, từ ăn có đến hơn 10 nghĩa. Cô minh họa một số nghĩa thường gặp như sau. A là đưa thức ăn vào miệng qua cơ thể như ăn cơm, ăn cháo, ăn chè, vân vân vân. B, ăn uống nhân dịp gì đó như ăn Tết, ăn lễ. Và C là máy móc, phương tiện giao thông tiếp nhận nhiên liệu, chúng ta hay gặp cụm từ tàu ăn thang. Trong trường hợp này, ăn là một từ đa nghĩa. Vậy thế nào là từ đa nghĩa? Chắc chắn các em có thể trả lời một cách nhanh chóng phải không nào? Từ đa nghĩa là từ có hai nghĩa trở lên. Chúng ta đi qua tìm hiểu về hiện tượng đồng âm. Cô có ví dụ như sau. Trên màn hình cô có từ đường. Như chúng ta đã biết, đường là một chất kết tinh có vị ngọt, thường có màu trắng hoặc là vàng, dùng trong pha chế nấu nướng. Ở một ví dụ khác, đường lại có nghĩa là lối đi được tạo ra để nối các nơi. Trong trường hợp này, ta gọi hai từ đường này là những từ đồng âm. Vậy thế nào là từ đồng âm?
Từ đồng âm là những từ có cách phát âm và viết chữ giống nhau nhưng có nghĩa khác xa nhau. Khái niệm này được trình bày ở sách giáo khoa trang 51. Về từ đồng âm, cô có hai lưu ý như sau. Thứ nhất là để hiểu đúng nghĩa của từ trong câu, cần dựa vào các từ ngữ xung quanh nó, hay còn gọi là ngữ cảnh. Chẳng hạn, từ đường ở trong câu bỏ ít đường vào cà phê thôi nhé, thì lúc này đường lại mang nghĩa là một chất kết tinh có vị ngọt. Nhưng ở trong câu con đường rợp bóng cây xanh, thì từ đường lại có nghĩa là lối đi được tạo ra để nối các nơi như chúng ta đã tìm hiểu ở phần ví dụ. Lưu ý thứ hai là trong một số trường hợp người ta có thể sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Cô có ví dụ sau. Mồm bò không phải mồm bò mà lại là mồm bò. Rõ ràng trong trường hợp này, từ bò thứ nhất và từ bò thứ ba là danh từ chỉ con bò, mà trong ngữ cảnh này là nó chỉ miệng hay là mồm của con bò. Còn từ bò thứ hai là động từ chỉ hoạt động di chuyển bằng cả tay và chân. Đây là hiện tượng chơi chữ bằng cách sử dụng từ đồng âm rất thú vị và cũng khá phổ biến. Chúng ta đi qua phần 3 là từ mượn. Bên cạnh từ thuần Việt thì trong vốn ngôn ngữ của chúng ta còn có từ mượn. Các em hãy tìm hiểu qua ví dụ sau. Các bạn có thể xem lại những tiết dạy học trên truyền hình qua kênh YouTube nhé. Thì một số bạn theo thói quen thì vẫn đọc là YouTube. YouTube là một nền tảng chia sẻ các đoạn phim trực tuyến của Mỹ, cho phép người dùng tải lên, xem, chia sẻ, thêm vào danh sách phát, báo cáo và nhận xét các cái băng ghi hình đó. Đây là một thuật ngữ mới xuất hiện sau này, chưa có trong từ điển tiếng Việt. Và để giải thích hết nghĩa thì nó rất là dài, nên chúng ta mượn luôn tiếng gốc để sử dụng. Và người ta gọi đây là hiện tượng mượn từ. Vậy thì thế nào là từ mượn? Từ mượn là những từ mượn tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị. Khái niệm này được trình bày ở sách giáo khoa trang 51. Dựa vào nguồn gốc, ta có các loại từ mượn như sau. Thứ nhất, từ mượn tiếng Hán, chẳng hạn như tác phẩm, văn học, sử gia, hòa bình. Từ mượn tiếng Pháp, xà phòng, mùi xoa, pano, affiche, acid. Và từ mượn tiếng Anh như meeting, TV, da ua, bít tết, bia, phim, v.v. Thì ở phần từ mượn này, cô cũng muốn lưu ý các em hai cái vấn đề nhỏ như sau. Thứ nhất là về cách viết và thứ hai là về cách mượn. Thì về cách viết, các từ đã được Việt hóa thì viết như tiếng Việt, còn thuật ngữ khoa học thì cần viết theo nguyên trạng để dễ tra cứu khi cần thiết. Ví dụ như trong này cô có từ acid hay là chúng ta vẫn gặp các từ oxygen, hydro, v.v. Còn về cách mượn, thì mượn từ là một cách để làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc. Tuy nhiên, để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc thì chúng ta chỉ mượn từ khi thực sự cần thiết, và khi mượn thì phải tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu lý thuyết về từ đa nghĩa, từ đồng âm và từ mượn. Để hiểu rõ hơn, cô trò chúng ta cùng đi sang phần thực hành. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 1, trang 59. Các em cùng nghe bài một đọc. Xác định ý nghĩa của các từ chân chạy trong một trường hợp gì đây? Chân tôi thở hồng hộc, chẳng đậm mồ hôi và hít chèo lên xe. Tôi rượu cả chân lại, nguyên hồng. B. Dù ái nở ngả nở nghiêng, lòng ta vẫn phần như kiềng ba chân, cài dao. C. Đảng tăng quấn dập đạp lên nhau chạy trộn, chẳng xì đùi điện chân nổi sóc, hành giỏng. Chạy A. Thăng khinh chạy lon to quanh sân, cao di sơ. B. Xe chạy trầm trồng, nguyễn hồng. C. Vác thánh hỏa đi, tao chạy cho tiền tàu, nguyễn hồng. D. Bài cạp trần phâu, chạy dài hàng mấy nghìn thước, mong tuyết. Bài tập này sẽ được thực hiện trên phiếu bài tập số 1, và nhiệm vụ của các em là tìm ý nghĩa của từ chân và từ chạy trong mỗi ngữ cảnh để hoàn thành bảng. Chúng ta cùng giải nghĩa của các từ. Chân, trong rượu cả chân lại, chỉ bộ phận dưới cùng của cơ thể người, động vật dùng để đi, đứng, chạy, nhảy. Chân, trong kiêng ba chân,
chỉ bộ phận dưới cùng của một số đồ dùng có tác dụng đỡ cho bộ phận khác. Và từ chân, trong chân núi sắt, chỉ phần dưới cùng của một số vật tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền, chẳng hạn như chân núi. Chúng ta qua từ chạy. Chạy, trong chạy lon ton là hoạt động di chuyển thân thể, người hoặc động vật bằng những bước nhanh, mạnh, liên tiếp. Chạy, trong xe chạy, chỉ sự di chuyển của một số loài phương tiện giao thông trên bề mặt. Còn chạy, trong chạy cho tiền tàu, chỉ hoạt động khẩn trương tìm kiếm cái cần có. Và chạy trong bãi cát chạy dài, chỉ trạng thái trải dài, trải ra thanh dàng dài của sự vật. Cảm nghe, hiểu và hoàn thành phiếu bài tập của mình. Chúng ta tiếp tục qua bài tập số 2. Trang 59. Tìm thêm 3 từ chỉ bộ phận cơ thể người và kể ra một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của chúng sang nghĩa chỉ bộ phận của vật. Ví dụ, từ mũi có thể chuyển nghĩa thành mũi dao, mũi súng, mũi đất, mũi quân, mũi thuyền. Cô gợi ý cho chúng ta một số ví dụ như sau. Với tư chân, ta có các trường hợp chuyển nghĩa như sau. Chân bàn, chỉ bộ phận dưới cùng của cái bàn tiếp giáp với mặt đất dùng để nâng đỡ mặt bàn. Chân núi, chỉ phần dưới cùng của ngọn núi tiếp giáp mặt đất. Đây là nạn minh họa. Chân sóng, chỉ phần thấp nhất của con sóng. Và chân kiềng là phần dưới cùng của cái kiềng nâng đỡ cho kiềng đứng vững. Em cùng quan sát. Tương tự như thế, cô có tương mắt và một số trường hợp chuyển nghĩa như sau. Mắt tre hay là mắt mía chỉ chỗ lồi lõm như hình con mắt mang chồi ở một số loài cây. Hoặc mắt giữa, mắt na thì lại chỉ bộ phận giống hình những con mắt ở ngoài vỏ của một số loài quạ. Hay là mắt lưỡi, mắt xích thì lại có nghĩa là khe hở đều đặn ở các đồ đan. Và cuối cùng là mắt cá chân, là chỉ cái mẫu tròn nhỏ lôi ra ở chỗ chân, đầu dưới xương cẳng chân. Ví dụ thứ ba, cô có tứ cổ và một số chuyển nghĩa như sau. Cổ chai, chỉ phần trên của thân chai, nối miệng chai và thân chai. Cổ tay, chỉ phần trên của cánh tay, chỗ tiếp giáp giữa bàn tay và cánh tay. Và cổ áo là phần trên của thân áo. Các em cùng khái quát lại nội dung bài tập và ghi vào vở. Cột thứ nhất là từ chỉ bộ phận cơ thể người, thứ hai là sự chuyển nghĩa sang nghĩa chỉ bộ phận của vật. Từ chân, ta có chân bàn, chân núi, chân sóng, chân kiềng. Từ mắt, ta có mắt tre, mắt giữa, mắt lưỡi, mắt cả chân. Và từ cổ, ta có cổ chai, cổ tay, cổ áo, v.v. Thì ở nhà, các em có thể tìm hiểu thêm các ví dụ khác, chẳng hạn như là từ tay, từ bụng, từ đầu, để thấy rằng là tiếng Việt chúng ta rất là phong phú, sinh động và hấp dẫn. Các em hoàn thành bài tập. Chúng ta tiếp tục sang bài tập 3, trang 59-60. Tìm từ đa nghĩa, từ đồng âm trong những câu dưới đây. A. Chín. Quýt nhà ai chín đỏ cây, hỡi em đi học, hay hay mã tròn, ca dao. Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề, tục ngữ. B. Từ cắt. Nhanh như cắt, rùa hạ miệng, đớp lấy thanh gươm rồi lằn xuống nước. Sự tích hồ gươm. Việc làm khắp chốn cùng nơi, dục đi cắt cỏ, vái tôi đã mòn, ca dao. Bài viết bị cắt một đoạn, dẫn theo Hoàng Phê.
Chúng cắt lược nhau suốt ngày, vào cà khịa làm trụi không chịu được. Tô Hoài. Ở đây cô đã đánh số thứ tư các từ chín và từ cắt để cho các em tiện theo dõi. Và bài tập này các em cũng sẽ thực hiện trên phiếu học tập số 2. Các em lưu ý này, muốn xác định được từ là từ đa nghĩa hay là từ đồng âm, trước hết ta phải hiểu nghĩa của chúng trong từng trường hợp, rồi mình mới đi đến kết luận. Cho nên trong cái phiếu học tập này, chúng ta có thêm phần là ý nghĩa của các từ đó. Từ quýt trong quýt chín, chỉ quả ở vào giai đoạn phát triển đầy đủ nhất, có hương thơm, vị ngon. Chín trong nghề chín thì là chỉ sự thành thạo, tinh thông về nghề nghiệp. Và chín trong chín nghề là chỉ số đứng ngay sau số 8 và trước số 10. Vậy thì qua các nghĩa này, chúng ta có thể nhanh chóng kết luận là gì? Từ chín trong quyết chín và nghề chín là từ đa nghĩa. Nhưng từ chín nghề so với quyết chín và nghề chín thì lại là từ đồng âm. Tương tự như thế, ta qua tìm hiểu từ cắt. Cắt trông nhanh như cắt, chỉ loài chim ăn thịt, cánh dài và nhọn, bay rất nhanh. Còn cắt trong cắt cỏ, chỉ hoạt động làm đứt bằng vật sắc. Cắt trong các bài, chỉ việc tách ra một phần để bỏ bớt. Và cắt trong các lược là sự phân chia nhau để làm gì theo sự luân phiên. Dựa vào các nghĩa này, chúng ta cũng có thể nhanh chóng xác định được. Từ cắt trống, cắt cỏ, cắt bài, cắt lược là những từ đa nghĩa. Còn từ cắt trống chim cắt so với ba từ cắt còn lại thì là từ đồng âm. Các em nghe hiểu và hoàn thành phía bài tập của mình. Sau bài tập 3, cô lưu ý các em cách phân biệt từ đa nghĩa và từ đồng âm. Các em chú ý lắng nghe. Giống nhau thì cả từ đa nghĩa và từ đồng âm đều có âm thanh giống nhau. Vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Ở từ đa nghĩa thì có mối liên hệ nhất định giữa các nghĩa. Có ví dụ như từ cắt cỏ, cắt bài và cắt lược đều có nét nghĩa chung là chia ra, phân ra thành những phần nhỏ hơn. Còn trong trường hợp quýt từ chín trong quýt chín, nghề chín, nghỉ chín thì lại có nét nghĩa chung là đạt đến độ đầy đủ, thuần thục, đảm bảo. Còn về từ đồng âm thì lại khác xa nhau về nghĩa. Ví dụ cắt trong cắt cỏ là làm đứt bằng vật sắc, cắt trong chim cắt là chỉ một loài chim. Hay là chín trong nghề chín chỉ sự thành thạo, tinh thông, còn chín trong chín nghề thì lại là số đếm. Đây là những ví dụ chúng ta vừa tìm hiểu ở bài tập trước. Các em nghe hiểu nhớ để mình vận dụng khi làm những bài tập thực hành sau này. Sự giống và khác nhau giữa từ đa nghĩa và từ đồng âm. Thế này các em nghe hiểu thôi, chúng ta không cần ghi. Quay trở lại với tình huống ở đầu bài học. Anh hàng xóm B đã lợi dụng hiện tượng đồng âm để định trốn khỏi việc trả lại vật đã mượn cho anh A. Vật anh B mượn anh A là cái vạc, một loại vật dụng cổ ở Việt Nam có hình long chảo, dùng để nấu cơm hoặc thức ăn cho nhiều người trong những dịp lễ hội. Vạc thường đúc bằng đồng, cho nên chúng ta gọi là vạc đồng. Đó. Còn đây là hình ảnh của con vạc ở ngoài đồng. Mình hãy nghe câu ca dao là cải cò, cải vạc, cải nông sao mày dậm lúa nhà ống hơi cò đấy. Cải vạc đồng thì nó có giá trị lớn hơn nhiều so với cái con vạc ở ngoài đồng, nên anh A không chịu là đúng phải không nào? Chúng ta qua bài tập 4, trang 60. Các em cùng nghe bạn đọc. Bài 4, tìm các từ mượn trong những câu gì đây? Đối chiếu với nguyên giải của tiếng Pháp, tiếng Anh để biết nguồn gốc của những từ đó. Từ tiếng Pháp, automobile, service, carton, shoe, cappy, cup. Từ tiếng Anh, TV, television. Câu A, đó là lần đầu tiên tôi thấy ô tô Honda Soichiro. Câu B, lúc đó tôi vô cùng cảm phục những trụ thờ điện và túi đồ nghề gồng kim. Chúng nó vịt cột lên trèo lên cột điện nổi dây cáp Honda Soichiro. Câu C, khi tôi đọc sách, mọi thông tin vào đầu tôi rất chậm.
Nhưng khi xem TV bằng tai và mắt thì tôi cảm nhận mọi việc nhạy bén hơn nhiều. Honda Soichiro. Cô đi. Chọn lúc cả nhà không ai để ý, tôi lẹ lấy 2 xu để làm tiền lộ phí. Honda Soichiro. Cô e. Tôi khẩn khoản xin cha mua cho tôi một chiếc mũ kết và từ tay tôi làm một cặp kính đeo mắt của phi công bằng bìa cắt tông. Honda Soichiro. Có một từ tiếng Pháp bạn đọc chưa chuẩn là từ tournevis, cả em lưu ý cho cô. Và ở trong ngữ liệu B, cũng từ gồm kim mà bạn đọc là gồm kim, các em cũng lưu ý cho cô vấn đề này. Và tất cả những ngữ liệu này đều trích trong văn bản thời thơ ấu của Honda, các em sẽ được học ở tiết sau. Dựa vào những kiến thức về từ mượn thì cô tin rằng là các em có thể nhanh chóng tìm ra những từ mượn có trong các ngữ liệu này. Chúng ta có từ ô tô, journalist, cap, TV, su, kết và cắt tông. Thì những từ mà gạch chân màu vàng là mượn từ tiếng Pháp và từ gạch chân màu đỏ là mượn từ tiếng Anh, như từ TV hay television. Chúng ta tiếp tục đi nhanh sang bài tập số 5 liên quan đến bài tập số 4 này. Theo em, có thể thay thế các từ mượn trong những câu ở bài tập 4 bằng các từ thuần Việt không? Vì sao? Ở đây các từ mượn cô đã in màu vàng đó rồi. Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng thử thay thế một số từ mượn trên bằng từ thuần Việt tương ứng. Nếu không có từ tương ứng thì chúng ta thay bằng cụm từ giải thích ý nghĩa. Cô thử thay ở ví dụ A và ví dụ C xem. Bây giờ cô sẽ thử thay thế các từ mượn ở ngữ liệu A và ngữ liệu C. A, đó là lần đầu tiên tôi thấy ô tô. C, khi tôi đọc sách, mọi thông tin vào đầu tôi rất chậm, nhưng khi xem TV bằng tai và mắt thì tôi cảm nhận mọi việc nhạy bén hơn nhiều. Trường hợp thứ nhất. Đó là lần đầu tiên tôi thấy phương tiện giao thông chạy bằng 4 bánh, có động cơ. Cô thay thế ở câu C. Khi tôi đọc sách, mọi thông tin vào đầu tôi rất chậm, nhưng khi tôi xem máy nhận những tín hiệu vô tuyến truyền hình qua anten và phát bằng hình ảnh, bằng tai và mắt thì tôi cảm nhận mọi việc nhạy bén hơn nhiều. Khi cô thay vào như thế này, các em có cảm giác như thế nào? À, rõ ràng là chúng ta không thể thay thế các từ mượn trên bằng những từ thuần Việt tương ứng, phải không? Thứ nhất là nó không có từ thuần Việt tương ứng. Và thứ hai là nếu ta diễn đạt ra thì nó sẽ rất dài dòng và không thể truyền tải được đầy đủ ý nghĩa của sự vật hiện tượng đó. Cô lưu ý các em này, chúng ta phải mượn từ, bởi ngôn ngữ gốc Việt không có đủ 4 từ vựng để định nghĩa cho tất cả các khái niệm, nhất là những khái niệm mới xuất hiện ở thời gian sau này. Và việc chuyển nghĩa từ vựng từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên, vẫn cần nhắc lại, lưu ý cô đã dặn cả em ở phần tìm hiểu lý thuyết về từ mượn là chúng ta chỉ mượn từ khi thực sự cần thiết, và khi đã mượn thì phải tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng. Chúng ta đi sang bài tập tiếp theo. Bài tập 6, sách giáo khoa trang 60. Các em cùng nghe bạn đọc. Đọc văn bản dưới đây và viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 dòng. Cho biết, theo tác giả, khái niệm ngọt trong tiếng Việt đã được nhận thức qua những giác quan nào? Về từ ngọt, ngọt biểu thị một khái niệm không sao thiếu được trong đời sống vật chất cũng như tình cảm con người. Vừa mới ra đời, ta đã cần đến vị ngọt của dòng sữa mẹ. Lớn lên, ta càng cần hiểu thêm thế nào là lời nói ngọt. Đầu tiên, hãy nói đến cái nghĩa cơ bản, hoàn toàn vật chất của từ ngọt. Ngọt của mía, của đường phèn, mật ong hoặc của trái cây chín khác với ngọt của bát canh cua, của nước dùng hồi nấu bằng thịt, xương. Trong dây chuyền phát triển nghĩa của ngọt, ta khó lòng mà bỏ qua được như một nhận xét. Khái niệm ngọt đã được con người lần lượt nhận thức qua 5 giác quan. Từ cái ngọt đếm được bằng lưỡi, ta có cái ngọt ngửi thấy được nhờ mũi. Do 2 giác quan này rất gần nhau, thoảng qua một mùi gì ngọt ngọt, mùi thơm ngọt của dứa, rồi cơ hồ ngọt có thể nhìn thấy bằng mắt giữa ngày xuân ngọt nắng, cái nắng vàng ngọt như mực, hay phối hợp cảm giác để thấy da bệnh ngọt, cắt cho ngọt tới liềm. Từ đây, từ ngọt đã từ bỏ khá xa cái vị đường cụ thể ban đầu, và ngọt nghe được nhờ tai như đàn ngọt hạt hay, ngọt giọng đã mang một ý nghĩa khá trừu tượng. Tuy rằng lời nói ngọt chẳng qua cũng là lời đường mực mà ra, và trong lối so sánh, ta vẫn dùng nói ngọt như mỉa lùi, cứ y như là giữa 2 cái ngọt này chưa bao giờ có sự chia tách về nghĩa vậy. Đào thàn, từ ngôn ngữ chung đến ngôn ngữ nghệ thuật,
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1988. Đoạn văn này có trong sách giáo khoa và các em cũng vừa nghe cái phần đọc minh họa với hình ảnh rất là truyền cảm của bạn. Thì cô, với bài tập này, các em thực hiện việc đoạn văn ở nhà. Sau đó chúng ta gửi cho thầy cô giáo dạy ngữ văn trên lớp của mình để được nhận xét và chấm sửa trực tiếp các em nhé. Và trước khi kết thúc bài học, cô hướng dẫn các em tự học ở nhà. Về bài cũ, các em xem lại toàn bộ nội dung bài học, làm thêm các bài tập trong sách bài tập ngữ văn. Và cô có một dự án nhỏ nhỏ cho chúng ta như sau. Các em hãy cùng bạn bè làm một bài tập dự án nhỏ, tìm hiểu về tần số sử dụng từ mường trong học sinh, những hậu quả khi học sinh lạm dụng từ mường và cách khắc phục. Dự án này các em cũng có thể chuyển thành cái đề tài nghiên cứu khoa học cho mình trong năm học này đấy. Về bài mới, các em xem trước phần thực hành đọc hiểu sách giáo khoa trang 61-62. Vận dụng kỹ năng đọc hiểu văn bản ký để thực hiện đọc hiểu văn bản thời thơ ấu của Honda. Và cô Thiều Anh sẽ đồng hành với các em trong tiết học tiếp theo. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thân ái, chào tạm biệt và chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Xin chào tất cả các em, cô là Thiều Anh, đến từ đơn vị trường trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ thuộc phòng giáo dục huyện Quảng Điền. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình hôm nay. Các em thân mến, trước khi chúng ta khám phá tri thức của bài học mới, cô và trò chúng ta cùng đến với một video mà cô nghĩ là rất là lý thú. Nào, xin mời các em. Đây là lịch sử hình thành của những chiếc xe huyền thoại từ cổ điển đến hiện đại của dòng xe Honda. Từ chiếc xe đầu tiên ra đời vào năm 1947 cho tới tận bây giờ, Honda vẫn là một trong những dòng xe chiếm lĩnh trên thị trường về sự ưu ái. Và Honda còn được mệnh danh là hãng xe khổng lồ trong sản xuất xe ô tô và mô tô trên toàn thế giới. Các em có biết ai là người sáng tạo ra chiếc xe Honda đầu tiên không? Đó chính là Honda Soichiro và cũng là kiến thức mà hôm nay cô trò chúng ta cùng khám phá. Các em có thấy hứng thú không? Nào, hãy cùng cô đi vào bài học mới. Bài học thực hành đọc hiểu thời thơ ấu của Honda. Đây là nhan đề do nhà soạn sách đặt. Còn trong nội dung của bài học mới chính là hồi ký của Honda Soichiro. Đối với thể loại ký, các em đã phần nào hiểu được qua hai tác phẩm các em đã được tìm hiểu ở trong tiết học trước. Đó là Thời thơ ấu của Nguyên Hồng và Đồng Tháp 10 mùa nước nổi của Văn Công Hùng, phải không nào? Cho nên bây giờ đối với cái tác phẩm hồi văn bản hồi ký này, các em hãy nắm cho cô phần mục tiêu như sau. Về kiến thức, hãy nắm những nét tiêu biểu về Honda Soichiro, một số yếu tố hình thức về ngôi kể, tính xác thực, cách kể sự việc, hình thức ghi chép. Nội dung như là đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa của văn bản ký mà cụ thể ở đây là hồi ký. Về năng lực đặc thù đọc hiểu văn bản ký, các em hãy nắm đặc điểm của tác phẩm thuộc thể loại ký, tóm tắt được, phân tích được và nêu được mối quan hệ giữa các chi tiết với cảm xúc của tác giả. Về phẩm chất năng lực chung, các em hãy trân trọng cảm nhận được mối liên hệ giữa thời thơ ấu về quá trình hình thành nhân cách con người và biết tự học, sáng tạo, tìm tòi trong việc đọc. Nắm được phần mục tiêu, chúng ta hãy cùng nhau đi vào khám phá phần thứ nhất, đó là đọc, tìm hiểu chung. Trước hết, cô giới thiệu với các em về tác giả. Tác giả tên là Honda Soichiro, sinh năm 1906, mất năm 1991. Quê quán ở làng Komio, quận Ikata, nay là thành Tenryu, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, là người sáng lập ra hãng xe Honda. Ngoài những kiến thức mà ở trong sách giáo khoa giới thiệu với các em,
cô giới thiệu thêm với các em Honda khi một số người tiếp xúc với ông cho rằng ông là người rất có gu thẩm mỹ, nhất là trong cách ăn mặc. Nhưng trong công việc, ông là người khó tính vô cùng. Được một cái là công tư phân minh, có lẽ chính vì cái đức tính đó mà đã khiến cho cái ông trở thành một trong những cái con người nổi tiếng cho tới tận bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua phần tiếp theo, đó là hai tìm hiểu chung. Đối với văn bản ký, khi đọc ký, các em cần chú ý những điểm sau. Câu chuyện viết về ai, viết về sự việc gì. Thứ hai, các em phải nắm được văn bản này viết nhằm mục đích gì. Cái thứ ba, đó là các em phải nắm tính xác thực của điều được kể. Cái thứ tư, đó là cảm xúc, thái độ của người kể. Và cuối cùng, đó là ý nghĩa của câu chuyện được kể. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái phần tìm hiểu chung ở phần thể loại. Thứ nhất, các em cũng biết rồi, đây là thể, thể ký. Cái thứ hai, các em cũng nắm, đó là kiểu văn bản. Đối với ký, đó là kiểu văn bản kết hợp giữa từ sự miêu tả và biểu cảm rất là nhuần nhuyễn. Cái thứ ba là ngôi kể, đây cũng là một đặc trưng của văn bản ký, ngôi kể thứ nhất. Cái thứ tư là nhân vật chính trong câu chuyện mà chúng ta tìm hiểu cũng chính là cái nhân vật mà chúng ta đã được giới thiệu ở trong ngay từ đầu phải không? Đó chính là Honda. Và thứ năm đó là phần xuất xứ. Đây là một cái văn bản trích từ biển giấc mơ thành sức mạnh đi tới, nằm trong bản lý lịch đời tôi mà Nguyễn Trí Dũng đã dịch, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, báo Sài Gòn Giải phóng, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tất cả các em hãy cùng cố dỡ sách giáo khoa ra, trang 61, và cùng đọc cái văn bản này để đi vào phần bổ cục. Các em lưu ý ở các phần chia trong sách giáo khoa. Phần thứ nhất ứng với đoạn 1, đó là xuất thân và tuổi thơ của nhân vật tôi. Phần thứ hai ứng với phần 2 và 3 trong sách giáo khoa, đó là khoảng thời gian đi học và niềm hứng thú của nhân vật tôi đối với ô tô. Và phần thứ ba đó là đoạn 4, kỷ niệm đi xem cuộc biểu diễn máy bay của nhân vật tôi. Lật trang sách ở ra trước mắt, các em hãy cùng cô khám phá những sự việc chính của toàn bộ văn bản này nào. Đây là 5 sự việc chính mà cô trò chúng ta sẽ được tìm hiểu. Thứ nhất, đó là gì? Đó là giới thiệu tiểu sử xuất thân của Honda. Phần thứ hai các em cần phải nắm, đó là gì? Đó là ký ức tuổi thơ với sở thích chơi máy móc động cơ của Honda. Phần thứ ba, đó là thời tiểu học với mơ ước làm được chiếc ô tô. Phần thứ tư, đó là trốn học đi xem biểu diễn máy bay. Và cuối cùng chính là phần ý nghĩa, dấu ấn để đời sau buổi chứng kiến cuộc biểu diễn máy bay. Ngang đây các em đã nắm được phần thứ nhất, đọc tìm hiểu chúng chưa? Tất cả những slide có dấu hiệu của bàn tay và cây bút, các em hãy dừng lại và ghi vào vở cho cô nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng đi vào phần 2 lá mạ, đọc tìm hiểu chung. Lật dở trang sách trang 61 và hãy cùng cô đọc đoạn trích này. Tôi sinh năm 1906 tại làng Komio, quận Ikata, nay là thành Tenryuzu, thuộc thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Cha tôi là Gihai, làm nghề thợ rèn, và tôi đã lớn lên trong tiếng phì phò của ống thổi lò với âm thanh chang chạc của tiếng đe, tiếng búa. Nhà tôi rất nghèo, đời ông tôi làm nghề nông, đến đời cha tôi mới bắt đầu theo nghề rèn. Là trưởng nam trong gia đình, hàng ngày tôi phải cõng em gái tôi đến trường và giúp cha đạp ống thổi lửa. Tuy còn nhỏ, chưa hiểu việc rèn những miếng sắt vụn làm gì, nhưng tôi rất thích thú với công việc đập búa chùm chen, sửa chữa đồ dùng và làm ra công cụ làm nông. Đây cũng chính là nội dung của phần thứ nhất mà cô trò chúng ta cùng tìm hiểu, xuất thân và thời thơ ấu của Honda. Hãy cùng cô chú ý những chi tiết giới thiệu về xuất thân và thời thơ ấu của Honda. Hãy để ý những phần
cô gạch dưới. Nào, các em đã nắm được chưa? Và hãy cùng cô đi tìm hiểu một câu hỏi nhỏ trong sách giáo khoa. Thông tin ở phần thứ nhất này giới thiệu xuất thân và thời thơ ấu của Honda như thế nào? Và chính nó thể hiện đặc điểm gì của thể loài ký? Các em có trả lời được không nào? Cô tin là các em sẽ trả lời được, phải không nào? Ở thông tin ở phần thứ nhất đã giới thiệu cho chúng ta thứ nhất đó là xuất thân. Xuất thân của Honda đó là gì? Thuộc gia đình nghèo. Ở tỉnh Shizuoka, cha làm nghề thợ rèn và cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Một cái chi tiết nữa mà trong phần xuất thân giới thiệu với chúng ta đó là thời thơ ấu. Tuổi thơ của Honda sớm tiếp xúc và có hứng thú với kỹ thuật động cơ, máy móc. Vậy thì qua phần giới thiệu này, các em có suy nghĩ gì về đặc điểm, đặc trưng của thể loài hôi kỹ nào? Cô trò mình cùng chốt. Các em sẽ thấy rất là rõ đó là gì? Đối với thể loài hôi kỹ, ghi lại những sự việc thuộc quá khứ qua sự nhớ lại của chính nhân vật Honda và tôn trọng tính chân thực của câu chuyện. Sự việc, số liệu, thời gian của cái hồi ký phải thật sự chính xác. Các em có cảm nhận được điều đó không? Cô tin là có, phải không nào? Vậy thì cô trò chúng ta chốt phần thứ nhất ở đây. Hãy nắm xuất thân, hãy nắm cái đặc điểm về thời thơ ấu của Honda và chúng ta cùng tìm hiểu đoạn 2, đoạn 3 trong sách giáo khoa. Các em đọc đoạn 2, đoạn 3 trong sách giáo khoa và hãy cùng cô khám phá sự quan tâm cũng như hứng thú của Honda đối với kỹ thuật. Từ đoạn 2 và đoạn 3, hãy cùng cô trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Tìm những chi tiết kể lại niềm hứng thú, quan tâm của Honda với kỹ thuật. Từ đó nêu ý nghĩa chi tiết nhân vật tôi nhớ lại sở thích chơi với máy móc, động cơ hồi nhỏ. Các em có trả lời được không nào? Cô tin là trả lời được, phải không? Cô trò chúng ta sẽ đến với những cái chi tiết mà thể hiện rất rõ sự quan tâm và hứng thú của Honda với kỹ thuật trong cả hai phần 2 và 3 ở sách giáo khoa nhé. Thứ nhất, các em sẽ thấy chi tiết thứ nhất đó là gì? Tuy còn nhỏ, chưa hiểu việc rèn những miếng sắt vuông là gì, nhưng tôi rất thích thú với công việc đập búa, chùm chen, sửa chữa đồ dùng và làm ra công cụ làm nông. Rồi một chi tiết nữa, đó là gì? Chưa được đi học, nhưng tôi rất thích chơi đùa với máy móc và động cơ, bị lôi cuốn bởi âm thanh bùm chạc của máy nổ và luồng khói xanh có mùi dầu cháy rất khó tả. Rồi một đặc điểm, một cái chi tiết nữa, cách đó không xa có một tiệm xẻ gỗ, ở đó có tiếng máy nổ bùm bùm và bánh răng cưa quay tít. Tôi vẫn lân la sang ngắm nhìn, thích thú vô cùng và tôi thấy sung sướng không diễn tả được. Rồi một cái chi tiết nữa, từ lớp 1 cho tới lớp 5 tôi rất kém môn thực vật và sinh vật, nhưng lên lớp 6 tôi thích thú hơn khi bắt đầu thấy xuất hiện pin, cân, ống nghiệm, máy móc. Còn một chi tiết nữa, đó là gì? Khi xem tivi bằng tai và mắt, tôi cảm nhận mọi việc nhạy bén hơn nhiều. Vô cùng cảm phục những chú thợ điền với túi đồ nghề gồm kìm, tuốc nơ vít, cột ngang lưng, trèo lên cột điền, nối dây cáp. Và một cái chi tiết nữa các em cũng cần nắm, đó là gì? Năm lớp 2 hoặc lớp 3, khi thấy ô tô, liền bám theo, phấn khích, dí mũi xuống mặt đất, người khịt khịt như chó người, lấy tay quệt dầu rồi đưa lên mũi hít vào đầy lồng ngực, nảy ra ước mơ sau này là một chiếc xe ô tô, và sau đó cứ đi học về lại cổng em đi xem ô tô. Đó là 6 cái chi tiết mà cô trò chúng ta vừa lại ra từ phần 2 và phần 3 trong sách giáo khoa, chỉ ra rất rõ sự quan tâm cũng như hứng thú của Honda với kỹ thuật. Bây giờ hãy cùng cô đúc rút ra. Vậy thì Honda đã quan tâm và hứng thú với kỹ thuật như thế nào? Các em có thể dễ dàng nhận thấy từ thơ ấu
Con Đa đã quan tâm đặc biệt đến chế tạo và sửa chữa đồ dùng. Các em lưu ý đây cũng chính là phần các em phải viết vào vở. Thứ hai, đó là càng trưởng thành thì càng đam mê, càng hứng thú với máy móc, kỹ thuật. Có ước mơ mong muốn sau này có thể tự làm một chiếc xe. Phải không nào? Các em đã nắm được phần này chưa? Cô trò chúng ta cùng đi vào một cái bức tranh và hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Đọc đoạn 3, rồi quan sát bức tranh cô giới thiệu trên màn hình. Hãy trả lời cậu bé Honda học kẻ môn nào, thích thú những gì và bức tranh minh họa trên cho chi tiết sự việc gì trong truyện. Các em có thấy những cái chi tiết cô trò mình vừa lại ra đó, nó chỉ rõ cho chúng ta Honda học kẻ môn nào. Honda học kẻ môn thực vật, môn sinh vật, nhưng cậu lại thích thú khám phá máy móc, kỹ thuật. Và rõ ràng nhìn vào bức tranh, chúng ta có thể thấy nó thể hiện rất rõ chính cái sở thích và đam mê của Honda về kỹ thuật. Phải không nào? Bây giờ cô trò chúng ta lại tiếp tục với một bài tập nữa. Trong đoạn 3 sách giáo khoa trang 62-63 có rất nhiều từ mượn mà vừa rồi các em đã được cô Phương Hồng dạy rất kỹ. Các em có thể tìm ra được những từ mượn đó không? Cô tin là có, phải không nào? Từ thứ nhất, đó là gì? À, là từ TV. Một trong những cái từ ngữ rất là quen thuộc mà chúng ta, các em hình như cũng đang ở trước TV để học bài, phải không nào? Rồi một cái từ nữa, đó là từ pin. À, rồi từ kìm. Rồi từ tuốc nơ vít. Rồi từ ô tô, phải không? Các em nắm được chỗ này chưa? Và rất nhiều từ khác thì hãy về nhà khám phá, tìm thêm và hãy nhờ giáo viên giảng dạy trực tiếp của mình sửa cho các em nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi tiếp cái phần tiếp theo ứng với đoạn thứ tư trong sách giáo khoa. Đó cũng là nội dung phần ba nhỏ, kỷ niệm đi xem biểu diễn máy bay. Khi các em đọc đoạn 4 sách giáo khoa trang 63-64, hãy kể vắn tắt kỷ niệm. Cô tin là các em sẽ kể được, phải không nào? Bởi vì phần này nó cũng rất là ngắn gọn. Thứ nhất, giới thiệu với các em về cái thời gian rất cụ thể, mùa thu năm 1914. Và sự kiện diễn ra, đó là cách nhà đến 20 km có cuộc biểu diễn máy bay ở liên đội bộ binh Hamamatsu. Diễn biến, chúng ta rõ ràng thấy Honda đặc biệt thích thú với kỹ thuật, cho nên các em lưu ý phần diễn biến này để thấy được cái niềm đam mê bất tận của Honda. Các em thấy trước đó vài ngày Honda lén lấy 2 xu làm tiền lộ phí, rồi cầu lại lén gia đình lấy xe đạp của cha đạp đến, rồi trốn học. Và tất nhiên đối với một cậu bé, đạp xe của bố không hề dễ dàng tí nào. Rồi nữa, đến đó cậu không đủ tiền vé vào cửa, bèn treo lên cái thông lớn, bẻ cành để ngụy trang phía dưới. Và khi về, vì quá ấn tượng nên đã xin cha mua cho chiếc mũ kết từ tay làm cặp kính gắn quạt gió lên xe đạp bắt chước phi công. Từ phần diễn biến này, các em có thể nhận ra ở Honda sự thích thú cũng như là đam mê kỹ thuật đã khiến cho Honda cố gắng bằng mọi cách để xem cái buổi biểu diễn máy bay này. Honda đã thể hiện rất rõ cái mơ ước của mình trở thành một phi công. Và sự hứng thú đó đã dần trở thành đam mê, khát khao sáng tạo trong con người của Honda. Và Honda là một cậu bé có ước mơ, có nỗ lực và không chịu khuất phục bởi hoàn cảnh. Cô sẽ dừng lại ở đây, chậm lại để các em ghi vào vở. Với nội dung này, chúng ta khép lại phần bài học 2 La Mã tìm hiểu
về nội dung. Bây giờ các em cùng cô đi vào phần thứ 3, đó là tổng kết. Ở phần này, chúng ta cùng đúc rút nghệ thuật và nội dung. Đối với nghệ thuật, các em cũng thấy tác phẩm này viết theo thể hồi ký với lời văn nhẹ nhàng, tự nhiên và rất chân thực. Sự kết hợp khéo léo giữa kể, tả và biểu cảm. Phần nội dung, các em dễ dàng nhận ra cái đoạn ký thời thơ ấu của Honda kể về tuổi thơ sớm nhận ra hứng thú với máy móc, kỹ thuật của Honda. Đồng thời tác phẩm cũng nêu lên được ước mơ, đam mê của tác giả, một trong những yếu tố liên quan đến sự nghiệp của ông sau này. Các em đã nắm phần này chưa? Và hãy ghi vào vở phần này nhé. Và chúng ta cùng đi vào phần tiếp theo, đó là luyện tập. Cô có những bài tập trắc nghiệm để các em có thể nắm lại cái kiến thức về hồi ký. Hãy chọn đáp án đúng. Bài tập 1 với câu 1 như sau. Đặc trưng nào sau đây là của thể loại hồi ký? A. Có yếu tố hoang đường kỳ ảo. B. Thuộc kiểu văn bản trữ tình biểu cảm. C. Ghi chép lại sự việc con người một cách xác thực. Và D. Có sự kiện nhân vật liên quan đến lịch sử. Các em có thể dễ dàng nhận ra đó là đáp án nào? Đó là đáp án C. Ghi chép lại sự việc con người một cách xác thực. Phải không nào? Đó cũng là đặc trưng của thể loại hồi ký. Chúng ta đi vào cái câu thứ 2. Chi tiết nào sau đây có liên quan đến Honda Soichiro? Bài này liên quan tới bài học chúng ta vừa mới học xong. Các em để ý thật kỹ nhé. A. Không thích học các bộ môn khoa học. B. Đam mê máy móc, động cơ. C. Trực tiếp tham gia buổi biểu diễn máy bay ở liên đội bộ binh Hamamatsu. D. Học giỏi môn thực vật, sinh vật. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là đáp án B. Và cũng là bức tranh mà chúng ta đã nhận thấy, tìm hiểu ở trong phần đọc hiểu văn bản. Rất đam mê máy móc động cơ cũng là đáp án B. Chúng ta cùng đi vào phần thứ 3, câu 3. Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm của văn bản ký? Cô có 4 đáp án. A. Thường sử dụng kết hợp các kiểu văn bản từ sự miêu tả biểu cảm. B. Thường sử dụng ngôi kể thứ nhất. C. Có tính xác thực cao. Và D. Có sử dụng yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Các em có thể dễ dàng nhận ra đó là đáp án nào? Đáp án D. Không thể hiện đặc điểm của văn bản ký. Đó là gì? Sử dụng yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Đến đây thì các em đã nắm được các đặc trưng cơ bản của văn bản ký cũng như là cái văn bản thời thơ ấu của Honda chưa? Chúng ta cùng đi vào cái bài tập 2, đó là so sánh hồi ký và du ký. Trước mặt các em, đó là 3 tác phẩm các em vừa mới khám phá xong. Bài đầu tiên là văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng, thuộc thể loại hồi ký. Bài thứ 2, đó là Đồng Tháp 10 mùa nước nổi của Văn Công Hùng, đó thuộc thể loại du ký. Và bài thứ 3, Thời thơ ấu của Honda, thuộc thể loại hồi ký. Từ 3 văn bản này, các em có nhận ra sự giống và khác nhau của văn bản này nằm ở đặc điểm nào không? Chúng ta dễ dàng nhận ra về sự giống nhau của ký, đó là đều thuộc thể loại văn xuôi. Cái đặc trưng thứ 2, đó là nó mang tính xác thực cao, bởi vì nó nói chính về cuộc đời, trải nghiệm của nhân vật. Về sự khác nhau, các em hãy cùng cô điền vào cái bảng trên bảng. Sự khác nhau giữa hồi ký và du ký năm thứ nhất là ở đối tượng. Đối tượng của hồi ký nó là cuộc đời, là con người. Vậy thì của du ký là gì các em? Qua văn bản của cô Hồng Giang đó, các em thấy đó là gì? Đó là cảnh vật, không? Là phong cảnh. Rồi đối với mục đích thì hồi ký ghi chép lại những sự việc quan sát, nhận xét và tâm trạng có thực mà chính tác giả đã trải qua.
Còn du ký thì như thế nào? Mục đích của du ký là ghi lại những điều đã chứng kiến trong một chuyến đi của bản thân tới một miền đất khác. Tới ngang đây thì cả em đã nắm được sự khác nhau rõ rệt giữa hồi ký và du ký chưa? Cô nghĩ là cả em đã nắm rồi, phải không nào? Chúng ta cùng đi vào phần bài tập 3, đó là đọc mở rộng. Các em hãy tìm đọc những tác phẩm ký và trình bày ngắn gọn những hiểu biết của em về tác phẩm đó. Và sau đây là một số tác phẩm ký mà cô giới thiệu với các em và các em hãy nên tìm đọc bởi vì nó thú vị, nó hấp dẫn vô cùng. Thứ nhất, đó là những ngày thơ ấu tròn văn bản của Nguyên Hồng. Hãy đọc và cảm nhận những cái sự thấm thía của Nguyên Hồng trong chính sự trải nghiệm của cuộc đời chính ông. Rồi, các em đã từng đọc Hà Nội bấm sáu phố phường của Thạch Lam chưa? Hãy khám phá, vì đó là một cái văn bản rất là hấp dẫn. Cái văn bản thứ ba, đó là Một chuyến đi của Nguyễn Tuân. Và một văn bản nữa mà các em sẽ được học, đó là Cô Tô của Nguyễn Tuân. Hãy tìm đọc, hãy nghiên cứu và trình bày ngắn gọn những suy nghĩ của các em về những tác phẩm đó. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng đi vào phần cuối cùng, đó là phần vận dụng. Cô có một cái bài tập mang tên Think, Pair và Share. Think là suy nghĩ. Pair là các em hãy trao đổi với một người bạn thân nhất của mình về những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng của mình. Và sau đó, share là các em hãy trình bày. Nội dung của câu hỏi vận dụng như sau. Qua câu chuyện của cậu bé Honda, em có suy nghĩ gì về việc mỗi người cần sống có ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình? Các em có suy nghĩ gì về câu hỏi này nào? Các em có biết không? Tất cả chúng ta, ai cũng có ước mơ. Và ước mơ như là một cái khát khao để chúng ta vươn tới tương lai, để chúng ta đạt được cái mục đích của cuộc đời mình. Đã ước mơ thì phải quyết tâm, phải không? Vậy thì hãy suy nghĩ về ước mơ của chính các em và hãy chia sẻ cho bản thân của mình cách mà mình thực hiện ước mơ đó. Và đây là ba cái yêu cầu mà cô muốn các em hãy thực hiện bằng được nhé. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cuộc đời của các em. Think là suy nghĩ độc lập về vấn đề theo đuổi ước mơ. Pair, hãy cùng với một bạn nữa trao đổi suy nghĩ của chính mình. Và share, các em hãy chia sẻ những điều vừa trao đổi đó, những vấn đề về theo đuổi ước mơ đó, có thể trước lớp nhưng cũng có thể là trước bạn bè thân yêu của mình, trước cha mẹ của mình, phải không? Trước những người mà có thể có ảnh hưởng lớn nhất với mình như Honda. Và cuối cùng, các em có thấy không? Honda, dẫu xuất thân từ một con người có rất nhiều khó khăn, gian khổ, có rất nhiều những cái bế tắc phía trước mắt, nhưng chưa bao giờ ông chịu lùi bước. Và để rồi bây giờ, ông trở thành một trong những hiện tượng của làng xe ô tô mô tô, mà được mình danh là gã khổng lồ trong sản xuất ô tô mô tô trên thế giới. Và tên tuổi của ông gắn liền với tất cả những cái dòng xe lưu thông mà các em hiện tại thấy, ngay chính cha mẹ mình cũng đi, ông bà mình cũng đi, cái xe Future này, đó, xe Etihad này, rồi Airplay này, những dòng xe rất là bình thường. Các em thấy nó rất là gần gũi với đời sống của chúng ta. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô tạm biệt các em và chúc các em học thật tốt trong những tiết học sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng gửi đến quý vị khán giả, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chào nồng nhiệt
và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Các em học sinh thân mến, thầy tên là Cần, họ Nguyễn, gọi cho đầy đủ là Nguyễn Văn Cần. Hiện thầy đang công tác tại trường Trung học cơ sở Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay thầy rất là vui mừng cũng đồng hành với các em trong chuỗi bài học tiếp theo môn khoa học tự nhiên lớp 6. Ở bài học trước, chúng ta đã học bài đo chiều dài tiết 1. Chúng ta đã nghiên cứu các đơn vị đo chiều dài, dụng cụ đo chiều dài, xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của các dụng cụ đo chiều dài. Cũng cuối tiết học hôm trước, thầy có giao nhiệm vụ cho các em ước lượng độ dài hai đoạn thẳng AB và CD, rồi so sánh độ dài hai đoạn thẳng này. Và kết quả thầy thu nhận được qua đường link mà các em gửi đến cho thầy như sau. Có gần 2.000 học trò trên toàn tỉnh trả lời. Trong đó có 75% số học sinh cho rằng độ dài đoạn thẳng AB nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD. 15% học sinh cho rằng độ dài đoạn thẳng AB bằng CD. Và có 10% số học sinh cho rằng độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn CD. Kết quả sẽ được chúng ta giải đáp vào cuối bài học này. Để có thể biết chính xác độ dài các đoạn thẳng AB và CD cũng giống như so sánh, thì chúng ta sẽ học phần tiếp theo. Trong vòng 20 phút tới, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đo độ dài như thế nào. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất là các bước để đo chiều dài của một số vật. Thứ hai là thực hành đo chiều dài của một số vật quen thuộc xung quanh các em. Các em đã sẵn sàng chưa ạ? Thầy cũng đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu tiết học. Trên màn ảnh nhỏ chúng ta thấy có 4 dụng cụ đo độ dài. Đó là 4 loại thước: thước dây, thước thẳng, thước kẹp, thước cuộn, hay còn gọi là thước mét. Bây giờ thử thách đầu tiên thầy muốn nhờ các em. Thầy muốn các em chọn dụng cụ đo nào thích hợp để đo chiều dài của chiếc tủ và giải thích vì sao lại chọn thước đó. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Có em học sinh cho rằng chọn thước thẳng này để đo độ dài của chiếc tủ. Tuy nhiên chúng ta thấy hoặc là chọn thước thẳng này hoặc chọn thước kẹp, thì thước thẳng hoặc thước kẹp này có giới hạn đo khá nhỏ. Và nếu chúng ta đo chiều cao chiếc tủ hơn 1 mét thì chúng ta phải đo nhiều lần và dẫn đến kết quả phép đo có thể không chính xác. Vì thế ở hai thước này chúng ta không chọn, mà chúng ta có thể chọn một trong hai loại thước này. Và nếu buộc phải chọn một loại thước thì ở đây thầy tư vấn được các em nên chọn thước cuộn này. Thước cuộn này ở phía trên nó có một đầu móc, và khi đo chúng ta có thể móc ở từ trên này xuống hoặc từ dưới lên, thì kết quả đo, việc đo rất là dễ dàng và kết quả đo cũng khá chính xác. Còn thước dây cũng đo được, tuy nhiên cái sợi dây chúng ta phải dùng hai tay để căng và rồi đọc kết quả cũng khó khăn. Đấy, như vậy là chúng ta có thể chọn thước này. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải chọn thước đo? Bởi vì muốn cho kết quả chính xác và dễ dàng trong cách đọc kết quả thì chúng ta chọn thước đo. Tuy nhiên làm thế nào để chọn thước đo đúng? Thì bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là ước lượng chiều dài của vật cần đo. Việc ước lượng này thông thường chúng ta thường hay bỏ qua, và chiều này hoàn toàn không nên. Trước khi đo một vật nào đó hoặc là đo một dụng cụ nào đó thì chúng ta phải ước lượng độ dài của nó để chúng ta chọn thước đo phù hợp. Để ước lượng chiều dài của vật cần đo thì có nhiều cách. Ví dụ như chúng ta có thể dùng găng tay, hoặc là dùng bước chân, hoặc nữa là chúng ta có thể dùng sải tay. Chẳng hạn như ở đây các em, ví dụ như ở đây chẳng hạn là có 3 cái vật mà chúng ta cần đo độ dài. Chẳng hạn như là đây là chiếc bàn, chiếc bảng, rồi khoảng cách giữa hai gốc cây này, thì chúng ta có thể ước lượng. Vậy thì thử thách tiếp theo mà thầy đặt ra cho các em, Kém chọn bộ phận nào của cơ thể người để ước lượng chiều dài ở các hình dưới đây: cái bàn, cái bảng và khoảng cách giữa hai gốc cây. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Rất là dễ dàng, có nhiều bàn. Để đo chiều dài, để ước lượng chiều dài của chiếc bàn này thì chúng ta có thể dùng găng tay. Mỗi găng tay khoảng độ từ 15 cho đến 20 cm. Chúng ta đo ước lượng, rồi sau đó sẽ ra được một kết quả ước lượng cuối cùng. Tương tự như vậy, đối với chiếc bàn, chiều dài khá dài hơn cái bàn, cho nên chúng ta có thể dùng sải thay
để chúng ta ước lượng. Mỗi sải tay thì có độ dài khoảng độ là từ 1m2 cho đến 1m7 tùy theo cơ thể người đó cao hay là thấp. Rồi để đo, để ước lượng độ dài khoảng cách từ gốc cây này đến gốc cây kia thì chúng ta không thể dùng sải tay mà cũng không thể dùng găng tay, đúng không? Bởi vì nếu dùng găng tay á, thì chúng ta phải đo rất là nhiều lần và rất là vất vả. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng một cách khác, dùng bước chân chúng ta đếm, rồi chúng ta có thể ước lượng ra được chiều dài giữa khoảng cách giữa hai gốc cây này, thì đó là ước lượng. Hoặc ví dụ như chúng ta cần đo một chiều dài của một sân vườn hoặc là của một bể bơi nào đó chẳng hạn, thì ở trên bể bơi hoặc là trên sân vườn thường là có lát đá hoa như thế này, và chúng ta đếm số viên gạch đá hoa này, rồi sau đó chúng ta ước lượng mỗi viên gạch là bao nhiêu và nhân lên thì sẽ ra được là ước lượng chiều dài chúng ta cần đo. Như vậy thầy nhắc lại, việc đầu tiên chúng ta phải ước lượng chiều dài cần đo, và sau khi ước lượng xong rồi thì chúng ta chọn thước đo như thế nào cho phù hợp để kết quả phép đo chính xác. Thì thầy hướng dẫn các em, thứ nhất là chúng ta phải chọn thước đo có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp. Và lưu ý, khi chúng ta chọn giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thì nên chọn thước đo nào có giới hạn đo lớn hơn chiều dài ước lượng một chút. Chẳng hạn như chúng ta ước lượng chiều dài của cuốn sách này là khoảng độ 20 hoặc là 25 cm, thì chúng ta phải chọn thước có giới hạn đo phải lớn hơn 25 cm. Chẳng hạn như là chọn thước có giới hạn đo là 30 cm hoặc là 50 cm. Và bây giờ muốn đo chính xác đến đơn vị nào thì chúng ta chọn dụng cụ đo có độ chia nhỏ nhất bằng với đơn vị đó. Các em lưu ý trong vấn đề chọn thước đo có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất, ta lưu ý hai chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành xác định bước tiếp theo. Trên hình vẽ này chúng ta thấy có ba hình A, B, C là ba cách đặt thước để đo chiều dài của cây bút chì. Chúng ta sẽ có 5 giây. Để đo chiều dài bút chì, cách đặt thước như thế nào là đúng ở hình A, hình B, hình C? 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian. Nhiều học sinh cho rằng ở hình A này cách đặt thước đảm bảo các tiêu chí, giống như là thứ nhất là thước đặt dọc theo chiều dài của cây bút chì. Tuy nhiên có bạn phát hiện ra rằng một đầu của cây bút chì đáng lẽ ra phải đặt ở vạch không. Tuy nhiên trong trường hợp này đặt không phải ở vạch không, và nếu không đặt ở vạch không thì kết quả phép đo có thể vất vả hơn, có thể vất vả hơn các em. Bởi vì chúng ta phải đo khoảng cách này rồi sau đó là đọc kết quả này và trừ đi khoảng cách này thì ra được kết quả phép đo, và như vậy nó phức tạp, đúng không? Như vậy cách này chúng ta không chọn. Ở trường hợp hình B, chúng ta thấy việc đặt thước như thế này hoàn toàn không chính xác. Nếu như chúng ta đo thì kết quả có thể bị sai số khá lớn. Cho nên ở đây ấy, là thước phải đặt dọc theo chiều dài của vật cần đo. Như vậy phương án B chúng ta cũng không chọn. Còn lại phương án A chúng ta phân tích nha. Trong trường hợp này, thước đã đặt dọc theo chiều dài của vật cần đo, tức là cây bút chì này. Tuyệt vời đúng không? Trường hợp thứ hai mà chúng ta cần lưu ý, một đầu của cây bút chì phải đặt ở vạch không của thước. Vạch không của thước, kém lưu ý. Vạch không của thước không trùng với mép ngoài cùng của, tức là cành phía ngoài cùng của thước. Các em phải đặc biệt lưu ý, thước nào hầu như thước nào cũng vậy hết. Đặc biệt là thước của các em dùng hàng ngày đấy thì vạch không không trùng với mép ngoài cùng của thước. Và bây giờ thầy xin mời các em hãy điền vào một câu và sao cho có nghĩa bằng những từ mà có sẵn ở bên hình chữ nhật này. Thời gian suy nghĩ 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian và thầy tin là các em sẽ lựa chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ này. Và kết quả của thầy như sau: đặt thước dọc theo chiều dài của vật cần đo, một đầu của vật ngang bằng với gì ạ? Vạch số 0, đúng rồi, vạch số 0 của thước. Chúc mừng những bạn đã có hai sự lựa chọn đúng. Và sau khi chúng ta ước lượng, lựa chọn thước đúng thì chúng ta sang bước tiếp theo là đặt thước đo đúng cách, như vừa rồi chúng ta vừa làm bài tập, đúng không? Đặt thước đúng cách tức là đặt dọc theo chiều dài cần đo và đặt một đầu của vật cần đo ngang bằng với vạch số 0 của thước. Thử thách tiếp theo,
Sau khi mà đặt thước được rồi thì bây giờ chúng ta dùng mắt để đọc kết quả. Nhưng mà dùng mắt đọc kết quả thì cũng phải đúng cách. Ở đây có 3 hình A, B, C, D với mắt đặt theo 3 phương khác nhau. Theo các em, để đọc số đo chiều dài của cây bút chì này, đặt mắt như thế nào là đúng? 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian. Chúng ta thấy ở hình A và hình B, cách đặt mắt không vuông góc với phương nhìn là không vuông góc với thước. Do đó, khi đọc kết quả thì có thể sai lệch khá lớn. Và trong hai trường hợp A và B chúng ta không chọn, đúng không ạ? Còn trường hợp ở hình C, chúng ta thấy là phương nhìn của mắt là thẳng góc với mặt thước. Do đó là sẽ đọc được kết quả chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ điền vào ở chỗ trống này từ thích hợp bằng cách sử dụng những từ bên này. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian. Thầy xin chúc mừng những bạn chọn phương án là đặt mắt nhìn theo phương vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. Đầu kia của vật tức là đầu này. Đầu này là đặt vẹt không, còn đầu kia là ở đây, ở đầu nhọn của bút chì. Thầy xin chúc mừng những bạn có phương án trả lời là theo mắt nhìn theo phương vuông góc. Chúng ta đã nghiên cứu 4 bước. Bước thứ nhất là ước lượng này. Bước thứ hai là chọn thước có giới hạn đo đồ chia nhỏ nhất phù hợp. Bước thứ ba là đặt thước cho đúng. Và bước thứ tư là đặt mắt nhìn sao cho đúng. Và các bước cuối cùng. Ở đây là có một cây bút chì. Bây giờ thầy sẽ đặt thước, đo và đọc kết quả như thế nào. Trước hết, chúng ta đặt thước dọc theo chiều dài cần đo của vật là cây bút chì này. Tuy nhiên các em để ý, trong trường hợp này, đặt thước đã đúng hay chưa? Rõ ràng ở đây có bạn phát hiện ra là một đầu của bút chì chưa ngang bằng với vạch không của thước. Do đó thầy cần phải đặt lại. Thầy đặt lại như sau. Bây giờ là đúng rồi. Đặt thước đúng rồi. Đặt mắt đúng chưa nào? Đúng luôn rồi. Thước này có giới hạn đo là 10cm và đồ chia nhỏ nhất là 1cm. Và kết quả đọc thì chúng ta đọc theo vạch chia gần nhất. Và ở đây mắt đặt đúng rồi. Cách đọc ở vạch thứ 7. Tức là cây bút chì này có chiều dài là 7cm. Chúng ta ghi số 7 và chữ cm phía sau. Bây giờ một thử thách tiếp theo. Ở đây đặt thước đã đúng. Mắt đặt cũng đúng rồi. Đầu vẹt không cũng đúng rồi. Có học sinh cho rằng chiều dài của bút chì này là 7,2cm. Ý kiến của em thì thế nào? Nhiều bạn cho rằng bạn này trả lời đúng. Tuy nhiên, trong trường hợp này các em lưu ý, chiều dài cây bút chì này vẫn là 7cm, bởi vì thước này có đồ chia nhỏ nhất là 1cm. Và chúng ta đọc theo vạch chia gần nhất. Ở đầu nhọn này nó gần với vạch số 7. Do đó chúng ta đọc là 7cm, chứ không phải là 8 hay là 7,2. Tương tự như vậy, có một bạn học sinh đo cây bút chì màu hồng này cho rằng cây bút chì này có đồ dài 6,7cm. Cách đọc này có đúng hay không? Cũng tương tự như ở trên, đúng không? Thước này có giới hạn đo 10cm và đồ chia nhỏ nhất là 1cm. Và đọc theo vạch chia gần nhất là không phải là số 6 mà là gần đó là số 7, chứ không phải là 6 phẩy mấy đó. Và kết quả đó chính xác phải là 7cm. Và chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nữa để khẳng định rằng chúng ta đã hiểu phần cách đọc kết quả đo. Chúng ta hãy dùng những từ ở bên này, chọn một từ thích hợp điền vào chỗ này. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Và kết quả của thầy như sau. Đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. Các em nên nhớ là đọc theo vạch chia gần nhất với một đầu kia của vật. Và thầy sẽ hướng dẫn cho các em chi tiết hơn về cách ghi các kích thước mà chúng ta đo được. Một thước nào đó mà có đồ chia nhỏ nhất là mét thì cách ghi chúng ta là ghi theo số nguyên. Ví dụ như là 5 mét hoặc là 10 mét hoặc là 15 mét. Chúng ta nhớ là ghi theo phần nguyên. Chẳng hạn là đồ dài là 5 mét, 10 mét, 15 mét. Nếu một thước nào đó có đồ chia nhỏ nhất là decimet thì chúng ta ghi như sau. Chẳng hạn là 5,0 mét chứ chúng ta không ghi là 5 mét mà 5,0 mét.
hoặc là ghi chính xác đến decimet, chúng ta ghi là 50 decimet hoặc là 5,2 mét. Chúng ta lưu ý chỗ này nhiều học sinh thường bị nhầm, các em lưu ý. Tương tự như vậy, thước có đơn vị đồ chia nhỏ nhất là cm thì chúng ta ghi như sau: 5,00 mét hoặc là 5,0 decimet hoặc là 5 cm. Ở đây chúng ta ghi phần nguyên, còn mét hay là decimet chúng ta có ghi dấu phẩy. Cho dù đằng sau không có số nào, chúng ta cũng phải ghi 00 hoặc là 5,0. Chúng ta lưu ý. Và chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nữa để củng cố cách đọc và cách ghi như thế nào. Ở đây có mấy từ như lúc nãy, và chúng ta hãy điền vào chỗ trống câu sau đây. Ghi kết quả đo theo đơn vị như thế nào đó cho mỗi lần đo. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Và kết quả của thầy: ghi kết quả đo theo đơn vị đồ chia nhỏ nhất cho mỗi lần đo. Xin chúc mừng những em đã có phương án trả lời đúng, đó là từ đồ chia nhỏ nhất. Tiếp theo, chúng ta thấy nếu như chúng ta dùng những thước khác nhau thì cách ghi khác nhau, đúng không ạ? Và ở thước này, lúc này chúng ta ghi đồ dài cây bút chì này là 7 cm. Nhưng bây giờ thầy thay thước này có đồ chia nhỏ nhất là 1 cm bằng một thước khác có đồ chia nhỏ nhất là 5 mm, thì bây giờ cách đọc và cách ghi lại khác. Trong trường hợp này, chiều dài của nó là vẫn là 7 cm, nhưng mà chiều dài bây giờ chúng ta ghi của nó là 7,0 cm. Các em lưu ý. Thầy có thể so sánh cho các em thấy này. Ở thước này có đồ chia nhỏ nhất là 1 cm, cách đọc là 7 cm, cách ghi 7 cm. Ở thước phía dưới, đồ chia nhỏ nhất của nó là 5 mm, thì chúng ta ghi là 7,0 cm. Các em đặc biệt chú ý chỗ này. Mặc dù là chiều dài như nhau, nhưng cách ghi mà đồ chia khác nhau thì cách ghi khác nhau. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu 6 bước trong cách đo chiều dài. Thứ nhất là chúng ta ước lượng. Thứ hai là chúng ta chọn thước có giới hạn đo và đồ chia nhỏ nhất thích hợp. Bước thứ ba là chúng ta đặt thước sao cho nó đúng. Bước thứ tư là đặt mắt nhìn như thế nào để đo được, để đọc được kết quả chính xác. Bước tiếp theo là chúng ta đọc kết quả và ghi kết quả theo đơn vị đồ chia nhỏ nhất. Lúc này có thể có bạn là không đồng ý về cách ghi của bạn này, tức là bạn cho rằng là chiều dài cái bút chì này phải lớn hơn 7 một chút cơ, chứ còn 7 là không chính xác. Đúng như vậy các em. Nhưng bởi vì ở đây thước có đồ chia nhỏ nhất là 1 cm, nhưng nếu như thước có đồ chia nhỏ nhất khác đi thì kết quả phép đo khác đi. Bây giờ thầy thay thước này bằng một thước có đồ chia nhỏ nhất như sau. Thước này chúng ta thấy là đồ chia nhỏ nhất của nó là 1 mm hay là 0,1 cm. Bây giờ cách ghi hoàn toàn khác. Chúng ta xem. Ở đây 7 cm là các em rõ rồi, nhưng bây giờ chúng ta đếm ở đây 1, 2, 3, thêm 3 vạch nữa thì tương ứng đồ dài của nó là 7,3 cm. Và kết quả phép đo này là 7,3 cm. Điều này có ý nghĩa gì? Tức là nếu chúng ta chọn thước có đồ chia nhỏ nhất càng bé thì đồ phải kết quả của phép đo càng chính xác. Các em lưu ý, đồ chia nhỏ nhất của thước càng nhỏ thì đồ chính xác của phép đo càng lớn. Và chúng ta làm thêm một bài tập tiếp theo. Trước khi làm bài tập thì thầy tổng hợp lại cách viết. Thứ nhất là thước này có đồ chia nhỏ nhất là 1 cm thì chúng ta ghi là đồ dài của bút chì này là 7 cm. Còn ở đây đồ chia nhỏ nhất là 1 mm thì cách ghi chúng ta ghi là 7,3 cm, kết quả chính xác hơn, đúng không? Và chúng ta làm thêm một bài tập để củng cố phần này. Các em phải tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu này. Thời gian suy nghĩ 5 giây, bắt đầu. Xin chúc mừng những em có đáp án là thước có đồ chia nhỏ nhất càng nhỏ thì kết quả đo càng chính xác, hoặc là thước có đồ chia nhỏ nhất càng bé thì kết quả đo càng chính xác. Chúng ta vừa tìm hiểu các bước để đo chiều dài của một vật. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đo chiều dài của một số vật. Chúng ta thấy trên màn ảnh nhỏ là có những loại thước này. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em sử dụng một số thước. Trước hết là thước kẹp,
thước kép này thì ở gia đình các em có thể là không có những người mà làm thờ mộc này, hoặc là những người thờ mà cần đo chính xác đến các chi tiết thì chúng ta dùng thước kép này. Thước kép này dùng để đo ví dụ như là đường kính ngoài hoặc là đường kính trong của các chi tiết máy. Ví dụ như là ống nước này chẳng hạn, bây giờ thầy vừa hướng dẫn cho các em cách đo. Thước kép này là có một cái ốc điều chỉnh cái độ rơ của nó, và chúng ta có thể điều chỉnh để cho miệng của thước theo độ theo cách đo của vật nào đó. Bây giờ thầy thực hành thầy đo đường kính ngoài của ống nước này chẳng hạn. Thì chúng ta đưa vào giữ thế này cho chặt và chúng ta sẽ đọc kết quả hiện thị ở trên bảng chia vẹt này. Còn thước này có độ chính xác đến 1/10 mm các em. Độ chia nhỏ nhất là đến 1/10 mm. Còn cách đọc như thế nào thì đến phòng thực hành các em sẽ thực hành cách đọc thước này và thầy cô sẽ hướng dẫn của em. Hoặc là lên lớp 8 thì chúng ta sẽ sử dụng thước này để đo các chi tiết máy rất là nhiều. Đây là đo đường kính ngoài. Còn đo đường kính trong thì sao? Đo đường kính trong thì chúng ta đưa đầu bên này đưa vào trong này, rồi chúng ta giữ thước chặt, sau đó chúng ta đọc kết quả ở trên bảng chia vẹt này. Cách thực hiện như vậy, thước này không những là đo đường kính ngoài, đường kính trong của các vật hình trụ mà còn là đo độ sâu của một chi tiết máy nào đó. Ở đây là có một cái que như thế này và chúng ta điều chỉnh để đo độ sâu. Chẳng hạn ví dụ như thầy đo độ sâu của cái ống này chẳng hạn, thì chúng ta đưa thước đến vị trí này và trên này vẹt hiện thị số mấy thì chúng ta đọc theo kết quả đó đó. Đây là cách sử dụng thước kẹp hay còn gọi là thước cọc. Loại thước tiếp theo thầy muốn giới thiệu các em đó là thước cuộn hay còn gọi là thước mét. Theo các em thước này những ai hay sử dụng nào? Nhiều bạn trả lời là gặp những người thờ ví dụ thờ nê này, thờ mộc này, thờ điền này, thờ nước là thường hay sử dụng thước loại này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách đo ở chiều dài bằng thước cuộn này. Ví dụ thầy muốn đo chiều dài của cái tivi này chẳng hạn, thì chúng ta móc một đầu ở phía trên rồi sau đó kéo xuống. Sau khi kéo xuống kéo thẳng rồi thì chúng ta làm dấu ở đây, có thể dùng ngón tay bấm vào đây cũng được. Rồi sau đó chúng ta đọc kết quả theo vẹt chia gần nhất. Như vậy rất là đơn giản đúng không? Nhưng ở đây thước này ấy, thì thầy muốn hướng dẫn cho các em một chi tiết này. Bây giờ nếu như mà đo phía phủ bên ngoài này ấy, chúng ta dùng cái này và cái móc này chính là vẹt không luôn. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta muốn đo lòng bên trong này chẳng hạn, thì chúng ta đè vào đây và kéo xuống thì cũng sẽ đo được lòng bên trong của cái tivi này chẳng hạn. Thì ở đây thầy lưu ý các em là để đo lòng bên trong hoặc là mép ngoài thì thước này vẹt không chính xác bằng cái này luôn. Bởi vì ở đây nó có một cái chốt và điểm này là nó có độ rơ, tức là có hở. Để khi đo bên trong hoặc đo bên ngoài thì vẹt không chính xác bằng cái đầu này luôn, bằng cái vóc này luôn. Đấy là thầy hướng dẫn các em sử dụng thước cuộn hay còn gọi là thước mét. Và bây giờ, hôm trước thầy có dặn các em là chuẩn bị một cái thước thẳng để chúng ta thực hành đo. Và thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách đo chiều dài và chiều rộng của cuốn sách. Để đo chiều rộng cuốn sách thì chúng ta lập một cái chiếc bảng như thế này. Ở bảng này thì có trong sách giáo khoa. Nếu em nào chưa vẽ kịp thì lát các em sẽ vẽ sau. Bảng như thế này ở trong sách giáo khoa. Đầu tiên vật cần đo là chúng ta ghi đó là gì ạ? Chiều rộng của cuốn sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6. Việc đầu tiên là chúng ta làm gì ạ? Ước lượng chiều dài hoặc là chiều rộng. Ở đây thầy đo chiều rộng của cuốn sách này, thầy ước lượng, thầy dùng găng tay thầy ước lượng này thì khoảng độ là 20 cm. Vậy thầy sẽ chọn thước nào để cho phù hợp nào? Thước kẹp, thước cuộn hay là thước thẳng? Nhiều em cũng như thầy là chọn thước thẳng. Đấy, thứ nhất là ước lượng là khoảng độ 18 hoặc 20 cm và dụng cụ là chọn thước kẻ hoặc là thước thẳng. Thước này có giới hạn đo là 20 cm. Đo chiều rộng ước lượng là 18 thì chúng ta chọn giới hạn đo là 20 cm. Và độ chia nhỏ nhất để đảm bảo là chính xác thì chúng ta chọn độ chia nhỏ nhất là 1 mm. Bây giờ thực hành đo. Ở nhà các em thì các em chọn thước có giới hạn đo là 20 cm. Còn ở đây thầy dùng thước có giới hạn đo là 50 cm. Và bây giờ thầy sẽ thực hành đo. Khi đo có thể do cách đặt thước không đúng hoặc là mắt đặt không đúng
hoặc là sai số khác. Do đó chúng ta phải đo ít nhất là 3 lần, cộng lại chia 3 ra thì sẽ ra kết quả trung bình. Các em lưu ý. Ví dụ ở đây thầy đo. Đấy, đặt thước thẳng. Rồi, đặt mắt như thế này đúng chưa? Chưa đúng, đúng không? Đặt mắt chưa đúng thì các em phải đặt mắt nhìn là theo phương vuông góc. Theo phương vuông góc với mặt thước. Và thầy đọc được kết quả thứ nhất đó là 19 cm. Ở lần đo thứ hai, thầy cũng đặt thước dọc theo chiều dài cần đo. Vạch không, các em lưu ý, vạch không phải ngang bằng một đầu của cuốn sách này. Chúng ta tiến hành đo. Lần đo thứ hai, thầy đặt mắt theo phương nhìn vuông góc với mặt của thước và là ra là 19.1 cm. 19.1 cm. Tiếp theo thầy cũng đặt thước lại, thầy đo lại, đo lần thứ ba, vạch không ở một đầu thước là dọc theo chiều dài của vật cần đo. Rồi kết quả đo đọc lần thứ ba đó là 19 cm. Sau đó chúng ta cộng ba số liệu này lại, chia cho ba thì ra được giá trị trung bình là 19.0 cm. Ở đây có bạn sẽ thắc mắc là rõ ràng kết quả đo là kết quả chia này ra là 19.0 mấy đấy, đúng không? Nhưng mà tại sao thầy ghi là 19.0? Chúng ta nhớ lại quy ước cách ghi đơn vị đo ở giữa bài, đúng không? Ở đây chúng ta không thể ghi là 19.0 mấy đó, mà chúng ta ghi là 19.0 cm. Về nhà, chúng ta tiếp tục đo chiều rộng, chiều dài của cuốn sách, đo vòng eo của các em, đo chiều dài cây bút chì, đo chiều cao của một thành viên trong gia đình các em. Thầy tin là các em làm được, đúng không? Và chọn thước đo phù hợp. Trước khi đo chúng ta ước lượng, rồi đọc mắt, đặt mắt đúng cách, đọc đúng cách, ghi đúng cách. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành một số bài tập để chúng ta củng cố lại kiến thức chúng ta vừa học xong. Chúng ta cũng kẽ một chiếc bảng giống như hai tiết học trước, gồm có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi 2 điểm, 5 câu là 10 điểm. Mỗi câu hỏi các em sẽ có 10 giây suy nghĩ và ghi đáp án vào cột phương án trả lời này. Sau khi thầy cho các em làm từng câu rồi thì thầy sẽ cho phương án đúng và mỗi phương án đúng điểm bao nhiêu thì chúng ta ghi ở bên này. Các em đã sẵn sàng chưa ạ? Và chúng ta làm 5 bài tập. Câu số 1. Trước khi đo độ dài của một vật, ta thường ước lượng chiều dài của vật để A. đặt mắt đúng cách, B. lựa chọn thước đo phù hợp, C. đọc kết quả chính xác, D. đặt vật đo đúng cách. 10 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Đã hết thời gian. Và chúc mừng những bạn có đáp án B. Nếu ai chọn phương án B thì ghi vào vở của em 2 điểm. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Người thợ may nên dùng loại thước nào sau đây để đo chính xác kích thước của khách hàng khi đến may đo quần áo? A. Thước thẳng có giới hạn đo 1 mét, đồ chia nhỏ nhất 1 cm. B. Thước thẳng có giới hạn đo 1 mét và đồ chia nhỏ nhất 1 mm. C. Thước dây có giới hạn đo 1 mét, đồ chia nhỏ nhất 1 mm. Phương án D. Thước dây có giới hạn đo 1 mét và đồ chia nhỏ nhất 1 cm. 10 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Đã hết thời gian và xin chúc mừng những bạn có đáp án là phương án C, tức là chúng ta chọn thước đo có giới hạn đo 1 mét và đồ chia nhỏ nhất 1 mm. Như lúc nãy thầy có giải thích, đúng không? Thước có đồ chia nhỏ nhất càng nhỏ thì đồ phép kết quả phép đo càng chính xác. Và chúng ta chúc mừng những bạn trả lời phương án C được cộng thêm 2 điểm. Và chúng ta sang câu hỏi số 3. Hãy ghi kết quả đo chiều dài cây bút chì này. 10 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Đã hết thời gian và xin chúc mừng những bạn có kết quả ghi là 6.0 cm. Chỗ này thầy lưu ý, nếu như bạn nào ghi 6.0 cm thì được 2 điểm. Những bạn nào ghi 6.0 không có đơn vị chỉ được 1 điểm, trừ mất 1 điểm. Bạn nào ghi là 6 cm không có điểm, 6 cm không có điểm,
60 cũng không có điểm luôn. Rồi, xin chúc mừng những bạn nào đã đạt được 2 điểm trong câu hỏi số 3. Chúng ta sang câu hỏi số 4, nội dung như sau. Kết quả đo chính xác chiều dài cây bút chì này là A. 5,5cm, B. 6,0cm, C. 5,4cm và D. 5,6cm. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian. Và xin chúc mừng những bạn có đáp án là D, tức là 5,6cm. Nếu ai trả lời đúng, cộng thêm 2 điểm nữa. Và chúng ta đi sang câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Một người đo chiều cao của một vật, lần đo thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư có kết quả tương ứng là D1 13cm, D2 12cm, D3 12cm, D4 14cm. Hỏi chiều dài của vật này là bao nhiêu? A. 12cm, B. 14cm, C. 12,8cm và D. 13,5cm. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Lấy kết quả đầu, kết quả cuối, hay là kết quả trung bình cộng, hay là kết quả lặp lại nhiều nhất? Còn 5 giây. Đã hết thời gian. Và kết quả như sau. Thầy xin chúc mừng những bạn có kết quả là phương án C, 12,8cm. Nào, chúng ta cộng điểm xem là được bao nhiêu điểm trong bài học hôm nay. Thầy xin chúc mừng những bạn mà đạt từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Nếu từ 8 điểm trở lên là rất là giỏi, đúng không? Và nếu 9 điểm trở lên là vô cùng xuất sắc. Thầy chúc mừng những bạn đạt từ 9 điểm trở lên. Các em thân mến, ở đầu bài học thầy còn nợ các em một chuyện, đúng không? Đó là làm thế nào để biết được 75% số học sinh đúng, 15% số học sinh trả lời đúng, hay là 10% các em dự đoán đúng. Để biết được số học sinh nào trả lời đúng thì chúng ta phải thực hiện các phép đo mà như lúc nãy giờ thầy và trò chúng ta đã tìm hiểu, đúng không? Và bây giờ thầy thực hiện phép đo để xem là nhóm học sinh nào sẽ trả lời đúng. Thầy dùng thước thẳng để đo, đặt thước, kết quả đo đoạn thẳng AB có độ dài 3cm, còn độ dài đoạn thẳng CD cũng 3cm, và kết quả đó là AB bằng CD. Hai đoạn thẳng này có độ dài như nhau. Các em thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta cảm giác chúng ta chưa chắc đã đúng, đúng không? Lúc này chúng ta dự đoán như vậy mà do hai, do bốn cái đường chéo xung quanh này nó lừa chúng ta, đúng không? Kết quả đó ở đây chúng ta nếu bây giờ bỏ bốn đường chéo này đi, chúng ta có thể ước lượng lại, đúng không? Và trong trường hợp này thì AB bằng CD như lúc này chúng ta đã đo, và thầy đưa lại gần thì thầy càng chính xác hơn nữa. Rồi, thêm một thử thách nữa. Các em thử so sánh kích thước của hình tròn màu đỏ ở bên trái và ở bên phải. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Chắc là các em đã có dự đoán của mình là kích thước của hình tròn đỏ bên này hay bên kia, kích thước nào lớn, đúng không? Và bây giờ thầy dùng một phép thuật, thầy bỏ những cái vòng tròn xung quanh đi. Các em dự đoán lại. Ồ, có lẽ là khác rồi, đúng không? Bây giờ thầy cho hai đường tròn này lại gần nhau thì chúng ta thấy là hai kích thước này hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua cảm giác chúng ta bị đánh lừa mà thôi. Và tiếp tục thầy cho các em xem một đoạn video. Các em muốn xem không ạ? Các em hãy dự đoán xem các que đan len này có kích thước có bằng nhau hay không. Các em xem đoạn video. Các em dự đoán rồi xem nha. Rõ ràng chúng ta thấy ban đầu chúng ta cảm giác giống như là bằng nhau. Nhưng mà khi xoay lại theo một góc 90 độ thì chúng ta thấy là kích thước các que đan len đó hoàn toàn khác nhau rất là nhiều. Các em thân mến, trong bài học vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu các bước đo chiều dài. Phần rất dài này chúng ta có trong sách giáo khoa và chúng ta ghi vào trong sách giáo khoa, ghi theo sách giáo khoa. Ở phần thứ hai thực hành chúng ta đã đo chiều dài. Tuy nhiên, các em về nhà tiếp tục đo chiều cao của một thành viên trong gia đình mình, đo eo hoặc là đo lưng hoặc là đo thêm
cái bút hoặc là những vật nào các em thấy thích đo thì các em đo. Thầy hướng dẫn tiếp về nhà, các em làm những việc như sau. Một là đo các kích thước như lúc nãy thầy hướng dẫn. Thứ hai là các em làm bài tập 4.9 và 4.10 ở sách bài tập. Và thứ ba là các em làm bài tập trực tuyến theo đường link này. Các em cẩn thận là các em chụp ảnh lại là tốt nhất, hoặc các em ghi thì phải chú ý chữ in hoa, chữ in thường. Thầy rất là xúc động, các em trong hai bài học trước các em đã tham gia trả lời theo đường link bài tập thầy gửi và rất là tích cực. Nhiều bạn trả lời kết quả cực kỳ tốt và trả lời rất là nhanh. Sau bài học cỡ vài phút thì là các em đã có phần trả lời rồi. Và thầy rất là cảm ơn các em. Sau khi chúng ta làm xong thì là biết ngay kết quả, đúng không? Và tiết học của hôm của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc các em mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello students, nice to see you again. Chào các em, cô là Phạm Thanh Thảo đến từ trường Trung học Cơ sở Hùng Vương. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học tiếng Anh trên truyền hình. Now let's start our new lesson today. Look at the screen. What can you see on the screen? Nothing. Now, ở trên màn hình các em có thể thấy có rất một số ô hình chữ nhật. Đây là những cái mảnh ghép. Phía sau những cái mảnh ghép này có một bức tranh bí mật. A hidden picture. And now, let's find out what the picture is. How many numbers are there? Five numbers. Behind each number, there is one word. And what are you going to do now? Open the number, then listen to my clue to find out what the word is. Let's start. Number one. What word is this? Can you guess? Listen. This is the place where you live or you stay in. What this? A house? No, a house has five letters. It only has four letters. What? A room? Really? Let's check. Yes, a room. Very good. Continue. Number two. Four letters. Now listen. When you want to enter the room or a house, you have to go through it. What is it? This is a door. Very good. A door. Continue. Number three. How many letters? Three letters. Now listen. You sleep on it every night. So, this is yes, a bed. Well done. Number four. How many letters? Six letters. Listen. It looks like a door, but it's smaller or shorter. What is it? It's a window. Good, a window. And now, the last number. Can you guess what is it? Listen. It has five letters. And this is the name of an animal. What animal? A lion? No. A lion only have four letters. We have five letters. Oh, a tiger. A tiger in a room. And this is the tiger room.
Do you want to leave or to stay in this room? No. Do you have the same room at your house? And no. But this is a special room in a hotel. That is the Gracie House Hotel in Đà Lạt. Đây là một cái khách sạn có một cái kiến trúc rất là đặc biệt và căn phòng Tiger Room là một trong những căn phòng trong khách sạn này. Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ở khách sạn này có những cái gì. Open your notebook and copy down. Let's learn some new words. Look at this picture. What is this? It's a world. Can you tell me the Vietnamese meaning of this word? Tụ đừng ảo quân. And look at this picture. This is a star, triangle, and square. They have different, what? They have different shape. Shape. Can you tell me the Vietnamese meaning? Hình dạng. And what do you call kỳ lạ in English? Strange. Strange. Now, copy it out, please. Okay, let's start. Let's continue. You have just learned three words. Close your notebook and tell me again, what word is it? Number one, shaped. Good. How about number two? What word? Strange. And number three, world. This is Nick, and he is writing an email. Who is writing this email to? Nick is writing an email to his friend, Phong and me. And Nick is in Đà Lạt. He is staying at the Gracie House Hotel in Đà Lạt. And tell me, guess what Nick writes about the Gracie House Hotel? Kém hãy thử đoán xem trong bức thư điện tử mà Nick viết về cho bạn của mình, câu ấy viết về những cái thông tin gì? Về khách sạn Gracie House. Kém hãy đoán những thông tin Nick sẽ viết trong bức thư của mình. Những người ở trong khách sạn, hay là cậu ấy sẽ viết về cả cái căn phòng trong khách sạn, hay là những thứ có trong các cái căn phòng. Okay, now let's open your book, page 22. Read the email and check your prediction. Đây là bài luyện đọc kỹ năng đọc hiểu. Trong lần đọc thứ nhất này, kém chỉ sử dụng theo kỹ năng đọc lướt. Chú trọng cho cô những cái thông tin chính ở trong bài, những thông tin được lặp đi lặp lại ở trong bài. Kém chỉ cần đọc lướt qua để tìm thông tin chính thôi. For example, look at this sentence. Ở đây kém thấy có lặp lui lặp tới
những cái thông tin về các cái căn phòng. There are 10 rooms in the hotel. There are a kangaroo room, an eagle room, and even an ant room. So, what are they about? They are about rooms in the hotel. Next. It's called the tiger room because there's a big tiger on the wall. The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is next to the window, but the window is a strange shape. I put my bed under the bed. There's a lamp, a wardrobe, and a dash. Look at this words. A big tiger, the bathroom door, the window, the bed, a lamp, a wardrobe, and a dash. What are they about? They are about things in a room. Very good. Như vậy, kém đọc lược qua lần thứ nhất của bài thì kém thấy Nick đang viết về những cái thông tin trong khách sạn gồm có những cái phòng ở trong khách sạn và những thứ có trong phòng. And now, read the email again and answer the questions. Lần đọc thứ hai này, kém sẽ đọc kỹ hơn để tìm những cái thông tin chi tiết ở trong bài. Sau đó, kém sẽ trả lời các câu hỏi. Read the test again. Kém chú ý, khi kém làm bài tập trả lời câu hỏi, thì hãy lưu ý tới câu hỏi đó có những cái từ then chốt nào. Ví dụ, ở câu hỏi thứ nhất, chúng ta phải chú ý đến từ who, with, và kém sẽ tìm hiểu ở trong đoạn văn có những thông tin nào liên quan tới who, with. Look at this sentence. I'm in Dallas with my parents. So, can you give me the answer? He's in Dallas with his parents. Or you can use the short answers. With his parents. Let's continue. Question 2. Trong câu hỏi số 2, kém cần lưu ý tới những thông tin nào? Ở đây, câu hỏi của chúng ta muốn hỏi về cái gì? How many rooms, số lượng phòng ở trong khách sạn? Vậy kém hãy tìm thông tin trong bài cho cô. Đó là nằm ở câu nào? Yes, there are 10 rooms in the hotel. So the answer is, there are 10 rooms in the hotel. Let's continue. Question 3. Why is the room called the tiger room? Câu hỏi ở đây muốn biết về cái gì? Why? Tại sao? Căn phòng được gọi là phòng hổ. Vậy thông tin nó nằm ở đâu? Đó là câu nào các em? It's called the tiger room because there are big tiger on the wall. So, can you give me the answers? Because there are big tiger on the wall. Very good. How about the question 4? Ở câu hỏi này, kém sẽ tìm thông tin về cái gì?
Where? Nick's bed. Cái cặp của Nick nằm ở đâu? Thông tin nào được thể hiện ở câu nào ở trong bài? I put my badge under the bed. So the answer is under the bed. Very good. And now, copy the answers in your notebooks. Ok, trong bức thư mà Nick kể cho bạn của mình nghe về khách sạn Crazy House, cậu ấy có nhắc về tên của một số căn phòng ở trong khách sạn. Can you tell me again? The rooms in the Crazy House Hotel. Can you remember? The Tiger Room. What else? The Kangaroo Room. Next? Eagle room and an ant's room. Are they special rooms? Yes, they are very strange. And do you want to stay in this room? No? So, do you want to have a new room in this hotel? Kém có muốn có một cái căn phòng mới ở trong cái khách sạn này không? Now, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tạo ra suy nghĩ, tưởng tượng và tạo ra một cái căn phòng mới trong cái khách sạn này. And this is Nam and Ngam. Listen to their conversation. I want to stay at the Crazy House Hotel. Which room do you want to stay in? I want to stay in. Yes, I want to stay in the shark room. I like shark. What's there in the room? There is. Oh, there is a big shark at the door. Whoa, anything else? There is. What is? There is a shark table too. And now, amazing. And now listen to Nam again. He is describing the new room in the Crazy House Hotel. This is the shark room. There is a big shark on the wall. At the door, there is a big shark too. And there is a shark table near the window. Bạn Nam đã miêu tả lại căn phòng của mình do cậu ấy tưởng tượng ra ở trong cái khách sạn này. Cậu ấy miêu tả cái gì kém? This is the shark room. There is a big shark on the wall. And there is a big shark on the door too. And there is a shark table. Then, now, next your turn. Create a new room for the hotel and describe it. Bây giờ đến lượt các em hãy tưởng tượng về một cái căn phòng mới ở trong cái khách sạn này và hãy mô tả nó cho mọi người cùng nghe. Khi các em trình bày, kém giới thiệu về
tên của căn phòng và giới thiệu về những thứ có trong căn phòng. Kém sẽ chuẩn bị phần này ở nhà và kém sẽ trình bày cho các bạn và cô giáo của kém nghe trong tiết học sắp tới. Như vậy, trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã tìm hiểu về một số từ vựng ở trong bài. Kém có 3 từ: world, shape, stray. Kém có đọc một cái bức thư điện tử về khách sạn Crazy House. Và cuối cùng, kém luyện nói để tạo ra một cái căn phòng mới trong khách sạn rồi miêu tả về nó. And now, homework. Number one, learn by heart the vocabulary. Hãy học thuộc 3 từ mới ở trong bài. Number two, create a new room in the Crazy House Hotel. Describe it. Kém hãy tưởng tượng về một cái căn phòng mà mình yêu thích ở trong cái khách sạn và miêu tả về nó. And number three, prepare for the next lesson, Unit 2, Skills 2. Đừng quên chuẩn bị cho bài học sắp tới, Unit 2, Skills 2. That's the end of our lesson today. Goodbye and see you. Hi, dear students. My name is Phương Chi. I'm very happy to see you again. And today, we will continue Unit 2, School, Lesson 1.2, Grammar. And I hope that you will enjoy this lesson today. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Cô tên là Phương Chi. Chào mừng các em quay trở lại với bài học ngày hôm nay, Unit 2, School, bài học 1.2, ngữ pháp. Cô hy vọng rằng các em sẽ yêu thích bài học. And with the desire to bring the students comfortable and exciting lessons, I invite you to play a small game with me. Yeah? Với ao ước là sẽ đem đến cho các bạn học sinh những tiết học thật thoải mái và thú vị, cô mời các em chơi một trò chơi nhỏ cùng với cô nhé. And this game is Shark Attack. It is very familiar to you, isn't it? Game ngày hôm nay đó chính là cá mập tấn công. Nó rất quen thuộc với chúng ta, có phải không nào? And this is a cute rabbit. And there are some fierce sharks. And you have to guess letter by letter to find out the keyword. If with a wrong letter, the rabbit will go down the stair. And if you don't find the correct keyword, the rabbit will be attacked by the sharks. So, please have this cute rabbit. Nếu như chúng ta không đoán được từ khóa ngày hôm nay, thì chú thỏ sẽ bị tấn công bởi những con cá mập hung tợn. Vì vậy, các em hãy giúp chú thỏ này nhé. Now, let's get started. And the keyword today has 7 letters. This word means joining together. Now, please guess a letter for me. Now, what is a letter? Yeah, I heard some students say in the letter A. Sorry, A is not correct. So, the rabbit will go down the stair. Now, who else? Yeah, B. Or C. C. Good job. There are 2 letters C. Let's check. So, what else? B or D? D. Okay. So, sorry, D is not correct. So, the rabbit will go down the stair. So, please
help this cute rabbit. Chúng ta hãy cứu chú thỏ khỏi những con cá mập này nhé. And I heard some students saying letter E. Yes, one letter E. Now, and what is a keyword? I heard a student saying the keyword is connect. Connect? Let's check together. Yeah, connect is a keyword today. Connect means liên kết, kết nối. And the connected word is also the topic you have to study today. Now, open your notebook to write Unit 2, School, Lesson 1.2, Grammar. The content today has three parts. The first part is conjunctions and or. The second part is possessive pronouns, my, yours. And the last part is consolidation. Nội dung bài học hôm nay của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là liên từ and or. Phần thứ hai là đại từ sở hữu, my, yours. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại bài học. Let's come to the first part using and or for listing. Phần thứ nhất đó chính là sử dụng and or để liệt kê. Now, listen and repeat. What subjects do you like? I like biology, physics, and literature. What subjects don't you like? I don't like math, music, or history. So, câu thứ nhất bạn nữ này nói là môn học gì, những môn học gì bạn yêu thích? Và bạn nam trả lời là I like biology, physics, and literature. Và bạn nam đã sử dụng liên từ and để nối các danh từ lại với nhau. Ở câu số 2, bạn nữ hỏi là những môn học nào bạn không thích? Thì bạn nam đã trả lời I don't like math, music, or history. Vậy bạn nam đã sử dụng liên từ or để nối các danh từ này lại với nhau. Now, listen again and repeat sentence by sentence. Chúng ta sẽ nghe lại thêm một lần nữa và lặp lại theo từng câu nhé. What subjects do you like? I like biology, physics, and literature. What subjects don't you like? I don't like math, music, or history. So, very good. We use and to turn to a pronoun in a positive sentence. For example, I like math or and biology. I like math, biology, and music. Chúng ta sử dụng and để nối hai hoặc nhiều danh từ ở trong câu khẳng định. Ví dụ như là tôi thích môn toán và môn sinh học. Tôi thích môn toán, môn sinh học và môn âm nhạc. We use or to turn to a pronoun in a negative sentence. For example, I don't like math or biology. I don't like math, biology, or music. Chúng ta sử dụng liên từ or để nối hai hoặc nhiều danh từ trong câu khẳng định. Ví dụ như tôi không thích môn toán hoặc môn sinh học. Tôi không thích môn toán, môn sinh học hoặc môn âm nhạc. And we have 1 minute to write this information in your notebook. Now, let's come to session C, write sentences using the prompts. This icon means I like. This icon means I don't like. Number one, the prompts you see are history, IT, physics, and with this icon. So, what is the correct answer? Yeah. The correct answer is I like history, IT, and physics. You have 1 minute to do this exercise.
Okay. Number two. Your answer is I like or I don't like. Of course, I don't like art or music. Good job. Number three. So, what is your answer? Yeah, good job. I like literature and biology. Let's answer number four. Yeah, the correct answer is I don't like PE, geography, or physics. And the last one, the correct answer is I like music, literature, and art. You have 1 minute to correct the sentences in your notebook. And to understand more this part, let's practice. Say what subjects they like or don't like, and I give you 4 points if you answer correctly my questions. Trong phần thực hành này, các bạn sẽ nói cho cô là những môn học nào mà họ thích và họ không thích. Chúng ta sẽ có 4 điểm nếu như các bạn trả lời đúng 4 câu hỏi này nhé. Now, number 1. The prompts are I like math, history. I not like physics, art, IT. So, what is the correct answer? Good job. I like math and history. I don't like physics, art, or IT. And if you answer correctly this question, you will get 1 point. Okay? Now, let's come to question number 2. Peter like English, music. He not like art, PE. So, what is the correct answer? Good job. The correct answer is Peter likes music, English and music. He doesn't like art or PE. And you will get more 1 point if you answer correctly question number 2. Number 3. Yeah, the correct answer is Lucy likes history, biology, and geography. She doesn't like math or IT. And the last question. So, what is the correct answer? The answer is my sister likes literature and English. She doesn't like physics and chemistry. And congratulations to the students got 4 points in this exercise. Và cô chúc mừng những bạn nào đạt được 4 điểm tối đa trong phần này nhé. And before coming to the next part, we will watch a cartoon story. There are 2 main characters in this cartoon story. He is Momo, and he is Momo's dad. Let's watch what is happening in this cartoon story. Ouch! What's wrong? My arm hurts. Whose ball is this? I don't know. Is this your ball? No, it isn't. Whose ball is this?
Leo's. Whose ball is this? It's mine, Dad. Okay, there are two words in the cartoon story, Momo's and my. So, what are two words called? Vậy hai từ này chúng ta gọi là gì? Các bạn có biết không nào? They are possessive pronouns. Đó chính là đại từ sở hữu. Và đại từ sở hữu chúng chính là cái điểm ngữ pháp thứ hai mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Possessive pronouns, my and yours. Hôm nay chúng ta sẽ học hai đại từ sở hữu chính, đó là my và yours. Now, listen and repeat. What's your favorite subject? Mine's biology. What's yours? Mine's art. Oh, I don't like art. Bạn nữ hỏi là môn học yêu thích của bạn là gì? Thì bạn nam chỉ cần trả lời là mine's biology. Thay vì bạn nam trả lời là my favorite subject is biology, bạn nam chỉ cần sử dụng đại từ sở hữu, đó chính là đại từ my. Sau đó bạn nam sẽ hỏi tiếp là what's yours, thay thế cho cụm từ là what's your favorite subject. Bạn nữ trả lời lại là my's art, môn học yêu thích của tôi là môn mỹ thuật. Oh, tôi không thích môn mỹ thuật. Now listen again and repeat sentence by sentence. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và lặp lại từng câu nhé. What's your favorite subject? Mine's biology. What's yours? Mine's art. Oh, I don't like art. Good job. So, we use my or your so that we don't say the same words. For example, your favorite subject again. Chúng ta sử dụng đại từ sở hữu my và yours để mà chúng ta sẽ không nói lại những từ tương tự như là your favorite subject lần nữa. For example, my favorite subject physics. What's yours? My's English. Môn học yêu thích của tôi là môn vật lý. Thay vì chúng ta hỏi là what's your favorite subject, chúng ta có thể thay thế bằng đại từ sở hữu là what's yours. Và thay vì chúng ta trả lời là my favorite subject is English, chúng ta có thể trả lời là my's English. Như vậy, chúng ta sẽ có công thức như sau. Tính từ sở hữu cộng danh từ sẽ bằng đại từ sở hữu. Như vậy, với công thức tính từ sở hữu cộng danh từ bằng đại từ sở hữu, thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số đại từ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Thứ nhất, đầu tiên là đại từ I, thì tính từ sở hữu của nó là my và đại từ sở hữu là mine. Để làm các bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa đại từ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu, chúng ta sẽ cùng xem một ví dụ nhé. I have a dog. My dog is white. Mine is cute. Như vậy là đối với đại từ I, nó sẽ được dùng làm chủ ngữ. Đối với tính từ sở hữu, chúng ta sẽ cộng thêm danh từ là don ở phía đằng sau. Và đối với đại từ sở hữu my thì không cần danh từ ở đằng sau nữa. My sẽ bằng với my don. Ok? Now, number two. Tương tự như vậy, you, tính từ sở hữu của nó là your và đại từ sở hữu là yours. We, our, ours. They, their, theirs. He, his, his. She, her, hers. It, is, is. Đối với các danh từ số ít như là Peter, Peters, Peters. Như vậy, chúng ta thấy có sự tương đồng giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một mèo nhỏ giúp chúng ta nhớ dễ dàng hơn giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu nhé. Đó chính là đối với tính từ sở hữu my thì là một tính từ đặc biệt nhất. Nó sẽ không tuân theo một quy luật nào cả, my, mine. Còn đối với các tính từ sở hữu như là your, our, their, his, her, its, thì các bạn thấy nếu chúng ta muốn tạo thành đại từ sở hữu, nó sẽ được thêm chữ s ở đằng sau. Và nếu như những tính từ sở hữu nào đã có sẵn chữ s rồi thì chúng ta sẽ không cần thêm nữa. Cách như vậy sẽ giúp chúng ta
nhớ dễ dàng hơn và lâu hơn đại từ sở hữu được thành lập từ tính từ sở hữu. And you have 1 minute to write down this information in your notebook. Okay, let's come to session B, circle the correct words. Khoanh tròn vào từ đúng. Number one, my favorite sport is tennis. What's mine? Yours? I like soccer. Để làm được bài tập này thì các bạn phải hiểu được nội dung, nghĩa của câu đó thì chúng ta sẽ làm được dễ dàng hơn. For example, môn học, môn thể thao yêu thích của tôi là tennis. Như vậy khi chúng ta nói môn thể thao yêu thích của tôi rồi, thì câu trả lời chúng ta sẽ hỏi người khác, chứ không phải hỏi chính bản thân mình lần nữa. Cho nên đáp án của chúng ta sẽ là yours. Ok? And you have 1 minute to find out the correct answer. Now let's continue. Number two, I found a bat. Tôi đã tìm thấy một cái cặp. Như vậy thì chúng ta sẽ hỏi là is it mine or yours? Chắc chắn sẽ là hỏi nó có phải là của bạn không? Không, không phải. Cái cặp của tôi ở đằng kia. Number three, các bạn thấy cô gạch chân chữ my book. Quyển sách này không phải là quyển sách của tôi. Như vậy, quyển sách của tôi là màu xanh. My is blue. Và hỏi, nó có phải là quyển sách của bạn không? So, my is the correct answer in the question number two. Number four, I saw a red hat on the table. Tôi nhìn thấy một cái mũ đỏ ở trên bàn. Chúng ta sẽ chọn là cái mũ của bạn. Không phải cái mũ của bạn màu đỏ à, hay là không phải cái mũ của tôi là màu đỏ à. Như vậy, chắc chắn các bạn cũng sẽ đoán được đáp án của chúng ta là yours. Tương tự như vậy, number five. What's your favorite ice cream? Các bạn hỏi là kem yêu thích của bạn là gì? Thì chắc chắn câu trả lời của chúng ta sẽ là kem yêu thích của tôi là chocolate. And the last one. Bạn có cái thước của không? Cái thước của tôi đã để ở nhà rồi. So, mine is the correct answer. In question number six, you have 1 minute to correct the answer in your notebook. And to understand more about this part, let's practice. Fill a suitable possessive pronoun in the blank, and I will give you 6 points. Đối với phần thực hành này, chúng ta sẽ điền một đại từ sở hữu vào chỗ trống sao cho phù hợp. Và cô cũng sẽ tặng cho các bạn 6 điểm nữa để nếu như các bạn hoàn thành đúng 6 câu này. Number 1. This is my house. So, this house is, what is the correct answer? Good job. This house is my. And you get 1 point. Đây là nhà của tôi. Vậy ngôi nhà này là của tôi. Chúng ta sử dụng đại từ sở hữu my thay cho my house. Number 2. So, what is the correct answer? Yeah, of course. That book is yours. Very good. Let's come to number 3. Good job. These shoes are his. Đối với chữ his thì tính từ sở hữu và đại từ sở hữu giống nhau các em nhé. Đều được viết là his. Number 4. Excellent. This pen is hers. You will get 1 more point. Number 5, those are their best. So, those best are
Excellent. There's. And the last one. This is Momo's bone. So, this bone is Momo. Good job. And congratulations to the student got 10 marks from 2 exercises today. Cô xin chúc mừng cho các bạn đã hoàn thành tốt 2 bài tập vừa rồi. Nếu như các bạn giành được 10 điểm thì các bạn thật là xuất sắc. It's time to review what you have just learned today. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại bài học thông qua một đoạn video clip. Và các em sẽ cùng với cô làm một số câu hỏi trong đoạn video clip này nhé. Let's start. The students will answer the questions correctly. Now, write the homework in your notebook. First, revise 2 grammar points using an or for listing, possessive pronouns my, yours, and prepare for the next lesson, Unit 2 Home, Lesson 1.3 Pronunciation and Speaking. That's on my lesson today. Thank you for watching. Goodbye and see you again.